Kinh Pháp Bảo Đàn Việt Dịch, Hòa Thượng Thích Thanh Từ. 1. Hành Do, 2. Bát Nhã, 3. Nghi Vấn, 4. Định Tuệ, 5. Tọa Thiền, 6. Sám Hối, 7. Cơ Duyên, 8. Đốn Tiệm, 9. Tuyên Chiếu, 10. Phó Trúc. Phẩm thứ nhất, Hành Do. Khi ấy, Đại sư đến chùa Bảo Lâm tại Thiểu Châu, Thứ Sử Vi Cử cùng với Quan Liêu vào núi Thỉnh Sư đến trong thành, ở chùa Đại Phạm tại giảng đường vì chúng khai duyên nói Pháp. Sư Đăng Tòa, Thứ Sử Quan Liêu hơn 30 người, Nhỏ Tổng Học Sĩ hơn 30 người, Tăng Ni Đạo Tục hơn 1.000 người đồng thời làm lễ, nguyện được nghe Pháp yếu. Lục Tổ bảo chúng rằng, này thiện tri thức, Bồ Đề tự tánh xưa nay thanh tịnh, chỉ dùng tâm này thẳng đó chọn được thành Phật. Này thiện tri thức, hãy lắng nghe Huệ Năng nói về hành do được Pháp. Nghiêm phụ của Huệ Năng Bổn Quán ở Phạm Dương bị giáng đày ra Lãnh Nam làm thường dân ở Tân Châu, thân này bất hạnh, cha lại mất sớm, mẹ quá con côi rời đến Nam Hải, gian nan nghèo khổ, thường ra chợ bán củi. Khi ấy có một người khách mua bảo gánh đến khách điếm, khách nhận củi xong, Huệ Năng lãnh tiền lui ra khỏi cửa, thấy một người khách tụng kinh. Huệ Năng một phen nghe lời kinh, tâm liền khai ngộ, bèn hỏi khách tụng kinh gì. Khách bảo kinh Kim Cang. Huệ Năng lại hỏi, ở đâu đến thọ trì kinh này? Khách bảo, tôi từ chùa Đông Thiền, huyện Huỳnh Mai, Kỳ Châu đến. Chùa ấy do Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Đại Sư làm chủ giáo hóa, đệ tử có hơn 1.000 người. Tôi đến đó lễ bái nghe nhận kinh này. Đại sư thường khuyên kẻ tăng người tụng chỉ trì kinh Kim Cang, liền được thấy tánh thẳng đó thành Phật. Huệ Năng nghe nói, do đời trước có duyên mới được một người khách cho Huệ Năng một số bạc là 10 lượng để giúp nuôi dưỡng mẹ già và bảo đến Huỳnh Mai tham vấn Ngũ Tổ. Huệ Năng an trí mẹ xong liền từ giã ra đi, không hơn 30 ngày liền đến Huỳnh Mai lễ bái Ngũ Tổ. Tổ hỏi, người từ phương nào đến, muốn cầu vật gì? Huệ Năng đáp, đệ tử là dân Tân Châu thuộc Lãnh Nam, từ xa đến lễ thầy chỉ cầu làm Phật chứ không cầu gì khác. Tổ bảo, ông là người Lãnh Nam, lại là người quê mùa, làm sao kham làm Phật? Huệ Năng liền đáp, người tuy có Nam Bắc nhưng Phật tánh vốn không có Nam Bắc. Thân quê mùa này cùng với Hòa Thượng chẳng đồng, nhưng Phật tánh đâu có sai khác. Ngũ Tổ muốn cùng tôi nói chuyện, lại thấy đồ chúng hai bên đông mới bảo theo chúng làm công tác. Huệ Năng thưa, Huệ Năng xin bạch Hòa Thượng, tự tâm đệ tử thường sanh trí tuệ, không lìa tự tánh tức là phước điền, chưa biết Hòa Thượng dạy con làm việc gì. Tổ bảo, kẻ nhà quê này căn tánh rất lanh lợi, ông chớ nói nữa, xuống nhà chủ đi. Huệ Năng lui lại nhà sau, có một người cư sĩ sai Huệ Năng bừa củi giã gạo trải hơn 8 tháng. Tổ chợt thấy Huệ Năng mới bảo, ta nghĩ chỗ thấy của ngươi có thể dùng, nhưng sợ có người ác hại ngươi, nên không nói cùng ngươi. Ngươi có biết chăng? Huệ Năng thưa, đệ tử cũng biết ý của thầy, nên không dám đến nhà trên để người không biết. Một hôm Ngũ Tổ bảo các đệ tử, tất cả hãy đến, ta nói với các ông, người đời sanh tử là việc lớn, các ông chọn ngày chỉ cầu phước điền, chẳng cầu ra khỏi biển khổ sanh tử. Tự tánh nếu mê thì phước nào có thể cứu? Các ông mỗi người hãy đi, tự xem trí tuệ của mình, nhận lấy tánh Bát Nhã nơi bản tâm mình. Mỗi người làm một bài kệ đến trình cho ta xem, nếu ngộ được đại ý thì ta trao y pháp làm tổ thứ 6. Phải nhanh đi, không được chậm trễ, suy nghĩ tức là không trúng. Người kiến tánh ngay lời nói phải thấy, nếu như người này dù khi múa đao giữa trận cũng được thấy tánh, đây là dụ cho người lợi căn thấy cơ thì làm. Chúng được chỉ dạy trở về họp bàn với nhau, tất cả chúng ta không cần phải lắng lòng dụng ý làm kệ để trình hòa thượng, đâu có lợi ích gì. Thượng tọa Thần Tú hiện làm giáo thọ sư, ắt là người được, chúng ta có gắng làm kệ tụng cũng uổng dụng tâm lực. Mọi người nghe lời này thảy đều đồng ý nói, chúng ta về sau y chỉ Thượng tọa Thần Tú nhọc gì phải làm kệ. Thần Tú suy nghĩ, các người đều không trình kệ vì ta làm giáo thọ sư cho họ, ta cần phải làm kệ trình lên hòa thượng, nếu không trình kệ thì hòa thượng đâu biết được kiến giải trong tâm ta cạn hay sâu. Ý ta trình kệ cầu pháp thì tốt, cầu làm tổ thì xấu, vì đồng với tâm kẻ phàm muốn cướp được ngôi vị thánh không khác, nếu chẳng trình kệ thì chọn không được pháp, rất khó, rất khó. Trước nhà của Ngũ Tổ có một hành lang ba gian, Ngũ Tổ nghĩ mời ông cung Phụng Lư Chân đến vẽ lăng già biến tướng.
và ngũ tổ huyết mạch đồ để lưu truyền cúng dường. Ngài Thần Tú làm kệ rồi mấy phen muốn trình, đi đến nhà trước thì trong tâm hoảng hốt, khắp thân đổ mồ hôi, nghĩ trình chẳng được. Trước sau trải qua 4 ngày đến 13 lần trình kệ không được, Thần Tú mới suy nghĩ chẳng bằng đến dưới hành lang viết bài kệ. Hòa thượng đi qua xem thấy, nếu chợt bảo rằng hay thì mình ra lễ bái thưa của Thần Tú làm, nếu nói không kham thật uổng công, ở núi mấy năm thọ người lễ bái lại tu đạo gì. Canh ba đêm ấy không cho người biết, ngài tự cầm đèn viết bài kệ ở vách phương nam để chỉnh chỗ tâm mình thấy được. Bài kệ rằng: thân là cội bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi chớ để dính bụi bặm. Thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật xử nhạ trần ai. Ngài Thần Tú viết kệ xong liền trở về phòng, mọi người đều chẳng biết. Thần Tú lại suy nghĩ, ngày mai ngũ tổ thấy bài kệ, nếu hoan hỷ tức ta cùng pháp có duyên, nếu nói không kham tự là ta mê, nghiệp duyên đời trước nặng nề không hợp được pháp, thật là thánh ý khó lường. Trong phòng suy nghĩ, ngồi nằm chẳng an cho đến canh năm. Ngũ tổ đã biết Thần Tú vào cửa chưa được, không thấy tự tánh. Sáng hôm sau, tổ gọi ông Lư cùng phụng đến hành lang phía nam để vẽ đồ tường, đồ tướng trên vách cho thấy bài kệ. Ngài bảo cung phụng rằng: thôi chẳng cần phải vẽ, nhọc công ông từ xa đến. Trong kinh có nói, phàm những gì có tướng đều là hư vọng, chỉ để lại một bài kệ này cho người tụng đọc thọ trì. Y bài kệ này tu thì khỏi đọa trong ác đạo, y bài kệ này tu thì được lợi ích lớn, khiến đổ đệ thắp hương lễ bái cung kính và tụng đọc bài kệ này tức được thấy tánh. Môn nhân tụng bài kệ đều khen hay thay. Đến canh ba, tổ mới gọi Thần Tú vào trong thất hỏi: kệ đó phải ông làm chăng? Ngài Thần Tú thưa: thật là con làm, chẳng dám vọng cầu tổ vị, chỉ mong hòa thượng tử bi xem đệ tử có chút ít trí tuệ chăng. Tổ bảo ông làm bài kệ này chưa thấy được bản tánh, chỉ đến ngoài cửa, chưa vào được trong cửa, kiến dài như thế tìm vô thượng bồ đề chọn không thể được. Vô thượng bồ đề phải được ngay nơi lời nói mà biết bản tâm mình, thấy được bản tánh mình chẳng sanh chẳng diệt, đối trong tất cả thời, mỗi niệm tự thấy muôn pháp đều không kẹt, một chân tất cả đều chân, muôn cảnh tự như tâm như đó, tức là chân thật. Nếu thấy được như thế tức là tự tánh vô thượng bồ đề, ông hãy đi một hai ngày sau suy nghĩ làm một bài kệ khác đem lại tôi xem. Bài kệ của ông nếu vào được cửa sẽ trao y pháp cho ông. Ngài Thần Tú làm lễ lui ra, trải qua mấy ngày làm kệ cũng không thành, trong tâm hoảng hốt, thần tư bất an, ví như ở trong mộng đi ngồi không vui. Lại hai ngày sau, có một chú bé đi qua chỗ giã gạo đọc bài kệ này. Huệ Năng vừa nghe liền biết bài kệ này chưa thấy được bản tánh, tuy chưa nhờ chỉ dạy mà sớm đã biết được đại ý, bèn hỏi chú bé: tụng đó là kệ gì? Chú bé đáp: cái ông nhà quê không biết, đại sư nói người đời sanh tử là việc lớn, muốn được truyền y pháp khiến đệ tử làm kệ trình ngài xem, nếu ngộ được đại ý liền trao y pháp làm tổ thứ sáu. Thượng tọa Thần Tú viết bài kệ vô tướng ở vách hành lang phía nam, đại sư khiến người đều đọc, y kệ này tu sẽ khỏi đọa đường ác, y kệ này tu sẽ có lợi ích lớn. Huệ Năng thưa: thượng nhân, đã hơn 8 tháng tôi ở nhà trù giã gạo chưa từng đến nhà trên, mong thượng nhân dẫn tôi đến trước bài kệ lễ bái. Có bản nói tôi cũng cần tụng bài kệ này để kết duyên. Chú bé dẫn ngài đến trước bài kệ lễ bái. Huệ Năng bảo: Huệ Năng không biết chữ, nhờ thượng nhân vì tôi đọc. Khi ấy có quan biệt giá ở Giang Châu họ Trương tên Nhật Dụng liền to tiếng đọc. Huệ Năng nghe rồi bèn nói: tôi cũng có một bài kệ mong biệt giá vì tôi viết. Quan biệt giá nói: tôi cũng làm kệ nữa sao? Việc này thật ít có. Huệ Năng nói với biệt giá rằng: muốn học đạo vô thượng bồ đề không được khinh người mới học, kẻ hạ hạ cũng có cái trí thượng thượng, còn người thượng thượng cũng không có ý chí, nếu khinh người thì có vô lượng vô biên tội. Quan biệt giá nói: ông chỉ tụng kệ tôi vì ông viết, ông nếu được pháp chưa phải độ tôi, chớ quên lời này. Huệ Năng đọc bài kệ: bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng chẳng đài, xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi bặm. Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệp phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Khi viết bài kệ rồi, đồ chúng thảy đều kinh hoàng,
không ai mà chẳng suýt xoa, mọi người bảo nhau rằng, lạ thay, không thể do tướng mạo mà đoán người đã bao lâu nay sai nhục thân Bồ Tát làm việc. Tổ thấy cả chúng đều kinh ngạc, sợ có người làm hại ngài, mới lấy giày xóa hết bài kệ, nói, cũng chưa thấy tánh. Chúng cho là đúng, ngày kế tổ thẩm đến chỗ giá gạo, thấy Huệ Năng đeo đá giá gạo, mới bảo rằng, người cầu đạo vì pháp quên mình đến thế ư? Tổ lại hỏi, gạo trắng hay chưa? Huệ Năng thưa, gạo trắng đã lâu, còn thiếu dần sàng. Tổ lấy gậy gõ vào cối 3 tiếng rồi đi. Huệ Năng liền hội được ý tổ, đến khi trống đổ canh 3 liền lén vào thất. Tổ lấy cả xa che chung quanh không để người thấy. Vì nói kinh Kim Cang đến câu, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỷ tâm. Huệ Năng nghe lời đó đại ngộ, thấy tất cả muôn pháp chẳng lìa tự tánh, liền thưa tổ rằng, đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tự tánh vốn không dao động, đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp. Ngũ tổ biết Huệ Năng đã ngộ được bản tánh mới bảo, chẳng biết bản tâm học pháp vô ích, nếu biết được bản tâm mình, thấy được bản tánh mình, tức gọi là trượng phu, là thầy của trời người, là Phật. Canh ba thọ pháp, người chọn không biết, tổ liền truyền pháp đốn giáo và y bát, nói rằng, người là vị tổ đời thứ 6, khéo tự hộ niệm, rộng độ chúng hữu tình, truyền khắp đời sau, không khiến cho đại tuyệt, nghe ta nói kệ. Hữu tình đến gieo giống, nhân đất quả lại xanh, vô tình cũng không giống, không tánh cũng không xanh. Hữu tình lai hạ trùng, nhân địa quả hoàn xanh, vô tình diệt vô trùng, vô tánh diệt vô xanh. Tổ lại bảo, xưa đại sư Đạt Ma ban đầu đến cõi này, người chưa tin nên mới truyền ít này để làm tín thể, đời đời truyền nhau, pháp thì dùng tâm truyền tâm, đều khiến cho tự ngộ tự giải. Từ xưa Phật pháp, Phật Phật chỉ truyền bản thể, thầy thầy thầm trao bản tâm, y là đầu mối của sự tranh giành, nên dừng ngay nơi ngươi chớ chuyển nữa. Nếu chuyển y này thì mạng của người nhận y cũng như sợ chỉ mảnh, ông phải đi nhanh e người hại ông. Huệ Năng thưa, bây giờ con phải đi đâu? Tổ bảo, gặp ấp hoài thì dừng, gặp ấp hội thì ẩn. Huệ Năng canh ba lãnh được y bát, thưa, Huệ Năng vốn là người miền Nam, không biết đường đi, làm sao ra được bến đò. Ngũ tổ bảo, ông chẳng phải lo, ta tự đưa ông đi. Tổ liền đưa đến bến đò Cửu Giang, tổ bảo lên thuyền. Ngũ tổ bèn cầm chèo tự chèo. Huệ Năng thưa, thỉnh hòa thượng ngồi để đệ tử chèo. Tổ bảo, phải là ta độ ông. Huệ Năng thưa, khi mê thì thầy độ, ngộ rồi thì tự độ. Độ tên tuy là một, nhưng chỗ dùng không đồng. Huệ Năng sang nơi biên phương, tiếng nói không đúng, nhờ thầy chuyển pháp nay đã được ngộ, chỉ nên tự tánh tự độ. Tổ bảo, như thế, về sau Phật pháp do ông mà được thạnh hành. Ông đi 3 năm ta sẽ thệ thế, đại ông đi an vui nỗ lực hướng về Nam. Không nên nói pháp sớm, Phật pháp sẽ gặp tai nạn. Huệ Năng từ giã ngũ tổ rồi cất bước đi về phương Nam. Trong khoảng 2 tháng đến ngọn núi Đại Dữ, ngũ tổ trở về mấy ngày không thượng đường. Chúng nghi mới đến hỏi, hòa thượng có ít bệnh ít não chăng? Ngài đáp, bệnh thì không, mà y pháp đã về Nam rồi. Chúng hỏi, ai là người được truyền? Tổ bảo, người có khả năng thì được. Chúng liền biết, khi đó vài trăm người đuổi theo muốn cướp y bát. Một vị tăng họ Trần tên Huệ Minh, trước là tướng quân bậc tứ phẩm, tánh hạnh thô tháo, hết lòng theo tìm, chạy trước mọi người đuổi kịp Huệ Năng. Huệ Năng để y bát trên bàn thạch, nói, y này là biểu tín, có thể dùng sức mà tranh sao? Huệ Năng liền ẩn trong lùm cỏ. Huệ Minh đến cầm y lên mà không nhúc nhích, mới kêu rằng, cư sĩ, tôi vì pháp mà đến, chớ không phải vì y. Huệ Năng bèn bước ra ngồi trên bàn thạch. Huệ Minh liền làm lễ thưa, mong cư sĩ vì tôi nói pháp. Huệ Năng bảo, tôi đã vì pháp, ông đã vì pháp mà đến thì nên dứt sạch các duyên, chớ sanh một niệm tôi vì ông nói. Huệ Minh im lặng dây lâu. Huệ Năng bảo, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính khi ấy cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa minh? Huệ Minh nghe câu nói đó liền đại ngộ, lại hỏi, ngoài mật ngữ, mật ý trên, còn có mật ý khác chăng? Huệ Năng bảo, vì ông nói chứ không phải mật vậy, ông nếu phản chiếu thì mật ở bên ông. Huệ Minh thưa, Huệ Minh tuy ở Huỳnh Mai thật chưa có tình diện mục của chính mình, nay nhờ chỉ dạy như người uống nước, lọng lạnh nóng tự biết, nay cư sĩ tức là thầy của Huệ Minh.
Huệ Năng bảo: Ông nếu như thế thì tôi cùng ông đồng thờ thầy Huỳnh Mai, khéo tự hộ trì. Huệ Minh lại thưa: Huệ Minh từ nay về sau nhằm chỗ nào đi? Huệ Năng bảo: Gặp viên thì dừng, gặp mông thì ở. Huệ Minh liền lễ từ. Huệ Minh trở về xuống núi bảo những người đuổi theo, đi trên những đồi núi này chọn không tìm ra tung tích, phải đi qua đường khác tìm. Cả chúng đuổi theo đều cho là đúng. Huệ Minh về sau đổi tên là Đạo Minh, đó là tránh chữ đầu của tên thầy. Huệ Năng sau đến Đào Khê lại bị bọn người ác tìm đuổi, mới ở nơi tứ hội tị nạn trong đám thợ săn. Trải qua 15 năm, khi đó cũng những người thợ săn tùy nghi nói pháp. Những người thợ săn thường bảo giữ giềng lưới. Khi Huệ Năng thấy những con vật mắc lưới đều thả, mỗi khi đến bữa ăn hái rau gởi luộc trong nồi thịt, hoặc có người hỏi thì đáp chỉ ăn rau ở bên thịt. Một hôm mới suy nghĩ, thầy Hoằng Pháp đã đến không nên chọn trốn lánh. Huệ Năng liền đến chùa Pháp Tánh ở Quảng Châu, gặp Pháp Sư Ấn Tông đang giảng kinh Niết Bàn. Khi ấy có gió thổi lá phướn động, một vị tăng nói gió động, một vị tăng nói phướn động. Hai người cãi nhau không thôi. Huệ Năng tiến tới nói: Không phải gió động, không phải phướn động, tâm nhân già động. Cả chúng đều ngạc nhiên. Ấn Tông mời Huệ Năng đến chiếu trên cạn hỏi áo nghĩa. Thấy Huệ Năng đối đáp lời nói giản dị mà nghĩa lý rất đúng, không theo văn tự, Ấn Tông nói: Cư sĩ quyết định không phải là người thường, đã lâu nghe y pháp của Huỳnh Mai đi về phương Nam, đâu chẳng phải là cư sĩ. Huệ Năng nói: Chẳng dám. Ấn Tông liền làm lễ xin đưa y bát đã được truyền cho đại chúng xem. Ấn Tông lại thưa: Huỳnh Mai phó trúc, việc chỉ dạy như thế nào? Huệ Năng bảo: Chỉ dạy tức không, chỉ luận về kiến tánh, chẳng luận thiền định giải thoát. Ấn Tông thưa: Sao chẳng luận thiền định giải thoát? Huệ Năng bảo: Vì ấy là hai pháp, không phải là Phật pháp. Phật pháp là pháp chẳng hai. Ấn Tông lại hỏi: Thế nào Phật pháp là pháp chẳng hai? Huệ Năng bảo: Pháp sư giảng kinh Niết Bàn rõ được Phật tánh, ấy là Phật pháp là pháp chẳng hai. Như Bồ Tát cao quý Đức Vương bạch Phật: Phạm tứ trọng cấm, tạo tội ngũ nghịch và nhất xiền đè vân vân, sẽ đoạn thiện căn Phật tánh chăng? Phật bảo: Thiện căn có hai, một là thường, hai là vô thường. Phật tánh chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, thế nên chẳng đoạn gọi là chẳng hai. Một là thiện, hai là chẳng thiện. Phật tánh chẳng phải thiện, chẳng phải chẳng thiện, ấy là chẳng hai. Uẩn cùng với giới, phàm phu thấy hai. Người trí rõ thấu tánh, nó không hai. Tánh không hai tức là Phật tánh. Ấn Tông nghe nói hoan hỉ, chắp tay thưa: Tôi giảng kinh ví như ngói gạch, nhân giảng luận nghĩa ví như vàng ròng. Khi ấy vị Huệ Năng cạo tóc, nguyện thờ làm thầy. Huệ Năng bèn ở dưới cây bồ đề khai pháp môn Đông Sơn. Huệ Năng được pháp ở Đông Sơn, chịu tất cả những điều cay đắng, mạng giống như sợi chỉ mành. Ngày nay được cùng với sử quân, quan liêu, tăng ni, đạo tục đọc ở trong hội này, đâu không phải là duyên của nhiều kiếp, cũng là ở trong đời quá khứ cúng dường chư Phật, đồng giao trọng căn lành mới nghe được. Nghe cái nhân được pháp môn đốn giáo này, giáo ấy là các vị thánh trước đã truyền, không phải tự trí Huệ Năng được. Mong những người nghe các vị thánh trước dạy, mỗi người khiến cho tâm được thanh tịnh, nghe rồi mỗi người tự trừ nghi, như những vị thánh đời trước không khác, cả chúng nghe pháp để hoan hỉ, làm lễ rồi lui. Phẩm thứ hai, Bát Nhã. Ngày khác, vi sử quân thưa thỉnh, tổ đăng tòa bảo đại chúng, tất cả nên tịnh tâm niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, lại bảo, này thiện tri thức, trí Bát Nhã Bồ Đề, người đời vốn tự có, chỉ nhân vì tâm mê không thể tự ngộ, phải nhờ đến đại thiện tri thức chỉ đường mới thấy được tánh. Phải biết người ngu người trí, Phật tánh vốn không có khác, chỉ duyên mê ngộ không đồng nên có ngu có trí. Nay tôi vì nói pháp Maha Bát Nhã Ba La Mật khiến cho các ông mỗi người được trí tuệ, nên trí tâm lắng nghe tôi vì các ông mà nói. Này thiện tri thức, người đời chọn ngày miệng tụng Bát Nhã nhưng không biết tự tánh Bát Nhã, ví như nói ăn mà không no, miệng chỉ nói không, muôn kiếp chẳng được thấy tánh, chọn không có ích. Này thiện tri thức, Maha Bát Nhã Ba La Mật là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là đại trí tuệ đến bờ kia. Nó phải là hành nơi tâm, không phải tụng nơi miệng. Miệng tụng mà tâm chẳng hành, như huyễn như hóa, như xương như điện. Miệng niệm mà tâm hành, ắt tâm và miệng hợp nhau, bản tánh là Phật, lìa tánh không riêng có Phật. Sao gọi là Maha? Maha là lớn, tâm lượng rộng lớn ví như hư không, không có bờ mé, cũng không có vuông tròn lớn nhỏ, cũng không phải xanh vàng đỏ trắng, cũng không có trên dưới dài ngắn,
cũng không sân không hỉ, không phải không quấy, không thiện không ác, không có đầu đuôi, cõi nước chư Phật trọn đồng với hư không, diệu tánh của người đời vốn không, không có một pháp có thể được, tự tánh chân không cũng là như thế. Này thiện tri thức, chớ nghe tôi nói không liền chấp không. Thứ nhất là không nên chấp không. Nếu để tâm không mà ngồi tĩnh tọa, đó tức là chấp vô ký không. Này thiện tri thức, thế giới hư không hay bao hàm vạn vật, sắc tượng, mặt trời, mặt trăng, sao, núi, sông, đất liền, suối, khe, cỏ, cây, rừng rậm, người lành, người dữ, pháp lành, pháp dữ, thiên đường, địa ngục, tất cả biển lớn, các núi tu di, thảy ở trong hư không, tánh không của người đời cũng lại như thế. Này thiện tri thức, tự tánh hay bao hàm, muôn pháp ấy là đại, muôn pháp ở trong tự tánh của mọi người. Nếu thấy tất cả người ác cùng với lành, chọn đều không chấp, không bỏ, cũng không nhiễm trước, tâm cũng như hư không, gọi đó là đại, nên nói là Maha. Này thiện tri thức, người mê miệng nói, người trí tâm hành. Lại có người mê để tâm rỗng không ngồi tĩnh tọa, trong việc không cho nghĩ tự gọi là đại. Một bọn người này không nên cùng họ nói chuyện vì là tà kiến. Này thiện tri thức, tâm lượng rộng lớn, khắp giáp cả pháp giới, dụng tức rõ ràng, phân minh ứng dụng, liền biết tất cả tức một, một tức tất cả. Đi lại tự do, tâm thể không bị ngăn ngại, tức là bát nhã. Này thiện tri thức, tất cả trí bát nhã đều từ tự tánh sanh, chẳng từ bên ngoài vào, chớ lầm dụng ý nên gọi là chân tánh tự dụng. Một chân thì tất cả chân, tâm lượng rộng lớn, không đi theo con đường nhỏ, miệng chớ chọn ngày nói không mà trong tâm chẳng tu hạnh này. Giống như người phàm tự xưng là quốc vương, chọn không thể được, không phải là đệ tử của ta. Này thiện tri thức, sao gọi là bát nhã? Bát nhã Trung Hoa dịch là trí tuệ. Tất cả chỗ, tất cả thời, mỗi niệm không ngu thường hành trí tuệ, tức là bát nhã hạnh. Một niệm ngu tức bát nhã bạch, một niệm trí tức bát nhã sanh. Người đời ngu mê không thấy bát nhã, miệng nói bát nhã mà trong tâm thường ngu, thường tự nói tà tù bát nhã, niệm niệm nói không nhưng không biết được chân không. Bát nhã không có hình tướng, tâm trí tuệ ấy vậy. Nếu khởi hiểu như thế tức gọi là bát nhã trí. Sao gọi là ba la mật? Đây là lời nói của Ấn Độ, Trung Hoa dịch là đến bờ kia, giải nghĩa là lìa sanh diệt, chấp cảnh thì sanh diệt khởi, như nước có sóng mòi, tức gọi là bờ này, lìa cảnh thì không sanh diệt, như nước thường thông lưu, ấy gọi là bờ kia, nên gọi là ba la mật. Này thiện tri thức, người mê miệng tụng, chính khi đang tụng mà có vọng có quấy, niệm niệm nếu hành bát nhã, ấy gọi là chân tánh, người ngộ được pháp này, ấy là pháp bát nhã. Người tu hạnh này, ấy là hạnh bát nhã, không tu tức là phàm, một niệm tu hành, tự thân đồng với Phật. Này thiện tri thức, phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ Đề, niệm trước mê tức phàm phu, niệm sau ngộ tức Phật, niệm trước chấp cảnh tức phiền não, niệm sau lìa cảnh tức Bồ Đề. Này thiện tri thức, Maha bát nhã ba la mật, tối tôn tối thượng tối đệ nhất, không trụ không qua cũng không lại, chư Phật ba đời từ trong đó mà ra. Phải dùng đại trí tuệ này đập phá ngũ uẩn phiền não trần lao, tu hành như đây quyết định thành Phật đạo, biến tam đội thành giới định tuệ. Này thiện tri thức, pháp môn của tôi đây từ một bát nhã phát sanh 84.000 trí tuệ. Vì cớ sao? Vì người đời có 84.000 trần lao, nếu không có trần lao thì trí tuệ thường hiện, chẳng lìa tự tánh. Người ngộ pháp này tức là vô niệm, vô ức, vô trước, chẳng khởi cuống vọng, dùng tánh chân như của mình lấy trí huệ quán chiếu đối với tất cả pháp, không thủ không xả, tức là thấy tánh thành Phật đạo. Này thiện tri thức, nếu muốn vào pháp giới thậm thâm và bát nhã tam muội thì phải tu bát nhã hạnh, phải trì tụng kinh Kim Cang bát nhã, tức được thấy tánh, nên biết kinh này công đức vô lượng vô biên. Trong kinh này đã khen ngợi rõ ràng, không thể nói đầy đủ được. Pháp môn này là tối thượng thừa, vì những người đại trí mà nói, vì những người thượng căn mà nói. Những người tiểu căn tiểu trí nghe pháp này tâm sanh không tin. Vì cớ sao? Ví như có một trận mưa lớn khắp cả cõi nước, thành ấp chợ búa đều bị trôi dạt, cũng như trôi những lá táo. Nếu trận mưa lớn đó mưa nơi biển cả thì không tăng không giảm. Nhưng người đại thừa hoặc người tối thượng thừa nghe kinh Kim Cang thì tâm khai ngộ. Thế nên biết bản tánh họ tự có trí bát nhã, tự dùng trí tuệ thường quán chiếu, nên không nhờ văn tự. Thí như nước mưa không phải từ trời có, nguyên là từ rồng mà dấy lên, khiến cho tất cả chúng sanh, tất cả cỏ cây, hữu tình, vô tình,
thảy đều được đượm nhuần, trăm sông các dòng đều chảy vào biển cả hợp thành một thể, trí tuệ bát nhã nơi bản tánh chúng sanh cũng lại như thế. Này thiện tri thức, người tiểu căn nghe pháp môn đốn giáo này ví như là cỏ cây gốc rễ nhỏ, nếu bị mưa to thì đều ngả nghiêng không thể nào tăng trưởng được. Người tiểu căn cũng lại như thế, vốn có trí tuệ bát nhã cùng với người đại trí không sai biệt, nhân sao nghe pháp không thể khai ngộ. Vì do tà kiến chướng nặng, cội gốc phiền não sâu, ví như đám mây lớn che kín mặt trời, không có gió thổi mạnh thì ánh sáng mặt trời không hiện. Trí bát nhã cũng không có lớn nhỏ, vì tất cả chúng sanh tự tâm mê ngộ không đồng. Tâm mê bên ngoài thấy có tu hành, tìm Phật, chưa ngộ được tự tánh, tức là tiểu căn. Nếu khai ngộ đốn giáo, không thể tu ở bên ngoài, chỉ nơi tâm mình thường khởi chánh kiến, phiền não trần lao thường không bị nhiễm, tức là thấy tánh. Này thiện tri thức, trong ngoài không trụ, đi lại tự do, hay trừ tâm chấp, thông đạt không ngại, hay tu hạnh này cùng kinh bát nhã vốn không sai biệt. Này thiện tri thức, tất cả kinh điển và các văn tự đại thừa tiểu thừa 12 bộ kinh đều nhân người mà an trí, nhân tánh trí tuệ mới hay dựng lập. Nếu không có người đời thì tất cả muôn pháp vốn tự chẳng có, thế nên biết muôn pháp vốn tự nhân nơi người mà dựng lập. Tất cả kinh sách nhân người mà nói có, nhân vì trong người kia có ngu và có trí. Người ngu là tiểu nhân, người trí là đại nhân. Người ngu hỏi nơi người trí, người trí vì người ngu mà nói pháp. Người ngu bỗng nhiên ngộ hiểu, tâm được khai, tức cùng với người trí không có khác. Này thiện tri thức, chẳng ngộ tức Phật là chúng sanh. Khi một niệm ngộ, chúng sanh là Phật, thế nên biết muôn pháp chọn ở nơi tự tâm, sao chẳng từ trong tự tâm liền thấy được chân như bản tánh. Kinh Bồ Tát Giới nói rằng, bản tánh của ta nguyên tự thanh tịnh, nếu biết được tự tâm thấy tánh đều thành Phật đạo. Kinh Tịnh Danh nói, liền khi đó bỗng hóa nhiên được bản tâm. Này thiện tri thức, xưa ta ở nơi ngũ tổ nhẫn, một phen nghe liền được ngộ, chóng thấy chân như bản tánh, nên đem giáo pháp này lưu hành, khiến cho người học đạo chóng ngộ được bồ đề. Mỗi người tự quán nơi tâm, tự thấy bản tánh. Nếu tự chẳng ngộ, phải tìm những bậc đại thiện tri thức, người hiểu được giáo pháp tối thượng thừa, chỉ thẳng con đường tránh, ấy là thiện tri thức có nhân duyên lớn, gọi là hóa đạo, khiến được thấy tánh. Tất cả pháp lành nhân nơi thiện tri thức mà hay phát khởi, ba đời chư Phật, 12 bộ kinh, ở trong tánh của người vốn tự có đủ, không có thể tự ngộ, thì phải cầu thiện tri thức chỉ dạy mới thấy. Nếu tự mình ngộ thì không nhờ cầu bên ngoài. Nếu một bè chấp bảo rằng phải nhờ thiện tri thức khác mong được giải thoát thì không có lẽ phải. Vì cớ sao? Trong tự tâm có tri thức tự ngộ, nếu khởi tà mê vọng niệm điên đảo thì thiện tri thức bên ngoài tuy có giáo hóa chỉ dạy cứu cũng không thể được. Nếu khởi tránh chân bát nhã quán chiếu thì trong khoảng một sát na vọng niệm đều diệt. Nếu biết tự tánh một phen ngộ, tức đến quả vị Phật. Này thiện tri thức, trí tuệ quán chiếu trong ngoài sáng suốt, biết bản tâm mình. Nếu biết bản tâm, tức là gốc của sự giải thoát. Nếu được giải thoát, tức là bát nhã tam muội, tức là vô niệm. Sao gọi là vô niệm? Nếu thấy tất cả pháp mà tâm không nhiễm trước, ấy là vô niệm. Dụng tức khắp tất cả chỗ, cũng không dính mắc tất cả chỗ, chỉ thanh tịnh nơi bản tâm, khiến sáu thức ra sáu cửa, đối trong sáu trần, không nhiễm không tạp, đi lại tự do, thông dụng không kẻ, tức là bát nhã tam muội, tự tại giải thoát, gọi là vô niệm hạnh. Nếu trăm vật chẳng nghĩ, chính khi đó khiến cho niệm bật đi, ấy là pháp nhược, ấy gọi là biên kiến. Này thiện tri thức, người ngộ được pháp vô niệm thì muôn pháp đều thông. Người ngộ được pháp vô niệm thì thấy cảnh giới của chư Phật. Người ngộ được pháp vô niệm thì đến địa vị Phật. Này thiện tri thức, đời sau, người được pháp của ta đem pháp môn đốn giáo này đối với hàng người đồng kiến đồng hành phát nguyện thọ trì như là thờ Phật, cố gắng tu thân không dám lui sụt thì quyết định vào quả vị thánh, nhưng phải truyền trao từ trước đến giờ thầm truyền trao phó, chớ không được giấu kín tránh pháp. Nếu không phải là hàng đồng kiến đồng hành ở trong pháp môn khác thì không được truyền trao, e tổn tiền nhân kia, cứu kính vô ích, sợ người ngu không hiểu chê bai pháp môn này, rồi trăm kiếp ngàn đời đoạn trùng tánh Phật. Này thiện tri thức, tôi có một bài tụng vô tướng, mỗi người phải tụng lấy, người tại gia, người xuất gia, chỉ y đây mà tu. Nếu không tự tu, chỉ ghi nhớ lời của tôi thì cũng không có ích gì. Nghe tôi tụng đây, thuyết thông và tâm thông như mặt trời giữa không,
chỉ truyền pháp kiến tánh, ra đời phá tà tông. Pháp thì không đốn tiệm, mê ngộ có mau chậm. Chỉ pháp kiến tánh này, người ngu không thể hiểu. Nói tuy có muôn thứ, trở về lý chỉ một. Phiền não trong nhà tối, thường xanh mặt trời tuệ. Tà đến phiền não xanh, tránh đến phiền não dứt. Tà tránh đều không dùng, thanh tịnh mới hoàn toàn. Bồ đề vốn tự tánh, khởi tâm tức là vọng. Tâm tịnh ở trong vọng, chỉ tránh không ba chướng. Người đời nếu tu hành, tất cả chọn chẳng ngại. Thường tự thấy lỗi mình, cùng đạo tức tương đương. Xác loại tự có đạo, đều chẳng chướng ngại nhau. Lìa đạo riêng tìm đạo, chọn đời không thấy đạo. Lăng xăng qua một đời, kết cuộc tự sanh não. Muốn thấy đạo chân thật, hạnh tránh tức là đạo. Nếu không có tâm đạo, hạnh tối không thấy đạo. Người chân tránh tu hành, không thấy lỗi thế gian. Nếu thấy lỗi người khác, lỗi mình đã đến bên. Người quấy ta chẳng quấy, ta quấy tự có lỗi. Chỉ dẹp lỗi nơi tâm, phá trừ các phiền não. Yêu ghét chẳng bận lòng, duỗi thẳng hai chân ngủ. Muốn nghĩ giáo hóa người, tự phải có phương tiện, chớ khiến người nghi ngờ, tức là tự tánh hiện. Phật pháp nơi thế gian, không lìa thế gian giác. Lìa thế tìm bồ đề, giống như tìm sừng thỏ. Chánh kiến gọi xuất thế, tà kiến là thế gian. Tà chánh đều dẹp sạch, tánh bồ đề hiện rõ. Tụng này là đốn giáo, cũng gọi thuyền đại pháp. Mê nghe trải nhiều kiếp, ngộ trong khoảng sát na. Thuyết thông cập tâm thông, như nhật sử hư không. Duy chuyển kiến tánh pháp, xuất thế phá tà tông. Pháp tức vô đốn tiệm, mê ngộ hữu chỉ tật. Chỉ thử kiến tánh môn, ngu nhân bất khả tất. Thuyết tức tuy vạn ban, hợp lý hoàn quy nhất. Phiền não ám trạch chung, thường tu sanh tuệ nhật. Tà lai phiền não trí, tránh lai phiền não trừ. Tà tránh câu bất dụng, thanh tịnh trí vô dư. Bồ đề bản tự tánh, khởi tâm tức thị vọng. Tịnh tâm tại vọng chung, đán tránh vô tam chướng. Thế nhân nhược tu đạo, nhất thiết tận bất phòng. Thường tự kiến kỳ quá, giữ đạo tức tương đương. Sắc loại tự hữu đạo, các bất tương phòng não. Ly đạo biệt mích đạo, trung thân bất kiến đạo. Ba ba độ nhất sinh, đáo đầu hoàn tự áo. Dục đắc kiến chân đạo, hạnh tránh tức thị đạo. Tự nhược vô đạo tâm, ám hạnh bất kiến đạo. Nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Nhược kiến tha nhân phi, tự phi khước thị tà. Tha phi ngã bất phi, ngã phi tự hiếu quá. Đán tự khước phi tâm, đả trừ phiền não phá. Tăng ái bất quan tâm, trưởng thân lưỡng cước ngoạ. Dục nghĩ hóa tha nhân, tự tu hiếu phương tiện. Vật linh bỉ hiếu nghi, tức thị tự tánh hiện. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Ly thế minh bồ đề, khác như cầu thố giác. Chánh kiến danh xuất thế, tà kiến thị thế gian. Tà chánh tận khả đà khước, bồ đề tánh uyển nhiên. Thử tụng thị đốn giáo, diệt danh đại pháp truyền. Mê văn kinh lụy kiếp, ngộ tắc sát na gian. Tổ lại bảo, này ở chùa Đại Phạm, nói pháp đốn giáo này, khắp nguyện cả pháp giới chúng sanh, ngay lời nói này, đều được thấy tánh thành Phật. Khi ấy vi sử quân cùng quan liêu đạo tục nghe tổ nói, không ai mà chẳng tỉnh ngộ. Đồng thời làm lễ đều tán thán, lành thay, đâu ngờ ở lãnh nam có Phật ra đời. Phẩm thứ ba, nghi vấn. Một hôm, vì thứ sử, vì tổ thiết đại hội trai, trai xong, thứ sử thỉnh tổ đăng tòa, quan liêu sĩ thứ đều thành kính lễ bái, hỏi rằng: đệ tử nghe hòa thượng thuyết pháp thật không thể nghĩ bàn, này có một ít nghi, cúi mong ngài đại từ đại bi đặc biệt vì giải nói. Tổ bảo có nghi liền hỏi, tôi sẽ vì các ông mà nói. Thứ sử thưa: hòa thượng nói pháp đâu không phải là tông chỉ của tổ Đạt Ma ư? Tổ bảo: đúng vậy. Thứ sử thưa: đệ tử nghe tổ Đạt Ma khi mới đến vua Lương Võ Đế, Võ Đế hỏi: chấm một đời cất chùa Độ Tăng, bố thí thiết trai có những công đức gì? Tổ Đạt Ma bảo: thật không có công đức. Đệ tử chưa thấu được lẽ này, cúi mong hòa thượng vì nói. Tổ bảo: thật không có công đức, chớ nghi lời của bậc tiên thánh. Võ Đế tâm tà không biết chánh pháp, cất chùa Độ Tăng, bố thí thiết trai, đó gọi là cầu phước, chớ không thể đem phước đổi làm công đức.
Công đức là ở trong pháp thân, không phải do tu phước mà được. Tổ lại nói, thế tánh là công, bình đẳng là đức. Mỗi niệm không ngưng trệ, thường thấy bản tánh diệu dụng chân thật gọi là công đức. Trong tâm khiêm hạ là công, bên ngoài hành lễ phép là đức. Tự tánh dựng lập muôn pháp là công, tâm thể lìa niệm là đức. Không lìa tự tánh là công, ứng dụng không nhiễm là đức. Nếu tìm công đức pháp thân, chỉ y nơi đây mà tạo là chân công đức. Nếu người tu công đức, tâm tức không có khinh, thường hành khắp kinh. Tầm thường khinh người, ngô ngã không dứt, tức là không công, tự tánh hư vọng không thật, tức tự không đức. Vì ngô ngã tự đại thường khinh tất cả. Này thiện tri thức, mỗi niệm không có gián đoạn là công, tâm hành ngay thẳng là đức, tự tu tánh là công, tự tu thân là đức. Này thiện tri thức, công đức phải là nơi tự tánh mà thấy, không phải do bố thí cúng dường mà cầu được. Ấy là phước đức, cùng với công đức khác nhau. Võ đế không biết chân lý, không phải tổ sư ta có lỗi. Thứ sử lại hỏi, đệ tử thường thấy tăng tục niệm Phật A-di-đà, nguyện sanh Tây Phương. Thỉnh hòa thượng nói, được sanh nơi cõi kia chăng, nguyện vì phá cái nghi này. Tổ bảo sử quân khéo lắng nghe, huệ năng sẽ vì nói. Thế Tôn ở trong thành Xá Vệ nói Tây Phương dẫn hóa, kinh văn rõ ràng cách đây không xa. Nếu luận về tướng mà nói, số dặm có 10 muôn 8 ngàn, tức là trong thân có 10 ác và 8 tà, liền là nói xa. Nói xa là vì kẻ hạ căn, nói gần là vì những người thượng trí. Người có hai hạ, nhưng pháp không có hai thứ, mê ngộ có khác, thế có mau chậm. Người mê niệm Phật cầu sanh về cõi kia, người ngộ tự tịnh tâm mình, sở dĩ Phật nói, tùy tâm tịnh liền được cõi Phật tịnh. Sử quân, người phương Đông chỉ tâm mình tịnh liền không có tội, tuy người phương Tây tâm không tịnh cũng có lỗi. Người phương Đông tạo tội niệm Phật cầu sanh về phương Tây, còn người phương Tây tạo tội niệm Phật cầu sanh cõi nào? Phàm phu không rõ tự tánh, không biết trong thân tịnh độ, nguyện Đông nguyện Tây, người ngộ ở chỗ nào cũng vậy. Cho nên Phật nói, tùy chỗ mình ở hằng được an lạc. Sử quân, tâm địa chỉ không có bất thiện, thì Tây Phương cách đây không xa. Nếu ôm lòng chẳng thiện, niệm Phật vãng sanh khó đến. Này khuyên thiện tri thức trước nên dẹp trừ thập ác, tức là đi được 10 muôn, sau trừ 8 cái tà, bèn qua được 8 ngàn. Mỗi niệm thấy tánh thường hành bình trực, đến như trong khải móng tay liền thấy Đức Phật A-di-đà. Sử quân, chỉ hành 10 điều thiện, đâu cần lại nguyện vãng sanh, không đoạn tâm thập ác, thì Phật nào đón tiếp? Nếu ngộ được đốn pháp vô sanh, thấy Tây Phương chỉ trong khoảng sát na, còn chẳng ngộ niệm Phật cầu sanh thì con đường xa làm sao đến được. Huệ năng vì mọi người rời cõi Tây Phương trong khoảng sát na ở trước mắt, khiến cho quý vị được thấy, quý vị có muốn thấy hay chăng? Chúng đều đảnh lễ thưa rằng, nếu ở cõi này mà thấy được thì đâu cần phải nguyện vãng sanh. Nguyện hòa thượng từ bi liền hiện Tây Phương khiến cho tất cả được thấy. Tổ bảo, này đại chúng, người đời tự sắc thân là thành, mắt tai mũi lưỡi là cửa, ngoài có năm cửa, trong có cửa ý. Tâm là đất, tánh là vua, vua ở trên đất tâm, tánh còn thì vua còn, tánh đi mất thì vua mất. Tánh ở thì thân tâm còn, tánh đi thì thân tâm hoại. Phật nhằm trong tánh mà tạo, chứ hướng ra ngoài mà cầu. Tự tánh mê tức là chúng sanh, tự tánh giác tức là Phật. Từ bi tức là Quán Thế Âm, hỷ xà gọi là Đại Thế Chí. Hay tịnh tức là Đức Thích Ca, bình trực tức là Phật Di Đà. Nhân ngã ấy là tu di, tà tâm là biển. Phiền não là sóng mòi, độc hại là rồng dữ, hư vọng là quỷ thần, trần lao là rùa trạch, tham sân là địa ngục, ngu si là súc sanh. Này thiện tri thức, thường làm 10 điều lành thì thiên đường liền đến, trừ nhân ngã thì núi tu di ngã, dẹp được tham dục thì biển nước ác khô, phiền não không thì sóng mỏi mất, độc hại trừ thì rồng cá đều dứt. Ở trên tâm địa mình là giác tánh Như Lai phóng đại quang minh, ngoài chiếu 6 cửa thanh tịnh, hay phá 6 cõi trời dục, tự tánh trong chiếu 3 ác, tức liền trừ địa ngục, vân vân. Các tội một lúc đều tiêu diệt, trong ngoài sáng tột chẳng khác với cõi Tây Phương. Không chịu tu như thế này làm sao đến được cõi kia. Đại chúng nghe nói rồi đều rõ ràng thấy được tự tánh, thể đều lễ bái, đều tán thán. Lành thay, tiêu rằng khắp nguyện pháp giới chúng sanh nghe một thời liền ngộ hiểu. Tổ bảo, này thiện tri thức,
Nếu muốn tu hành tại gia cũng được, không cần ở chùa. Người tại gia mà hay hành như người ở phương Đông mà tâm được thiện, còn người ở chùa mà không tu cũng như người ở phương Tây mà tâm ác. Chỉ tâm thanh tịnh tức là tự tánh Tây phương. Thứ Sử Vi Cử lại hỏi: người tại gia làm sao tu hành, cúi xin ngài vì chỉ dạy. Tổ bảo: tôi vì đại chúng làm một bài tụng vô tướng, chỉ y đây mà tu, thường cùng tôi đồng ở không khác. Nếu không tu như thế này, dù có cạo tóc xuất gia, đối với đạo cũng không có ích gì. Tụng rằng: tâm bình không nhọc, giữ giới hạnh thẳng, không cần tu thiền. Ân thì nuôi dưỡng cha mẹ, nghĩa thì trên dưới thương nhau, nhường thì trên dưới hỏa mục, nhẫn thì các ác không ồn. Nếu hay rủi cây ra lửa, trong bùn quyết mọc sen hồng. Đắng miệng tức là thuốc hay, nghịch tai là lời ngay thẳng. Sửa lỗi ắt sanh trí tuệ, giữ quấy trong tâm không hiền. Mỗi ngày thường làm lợi ích, thành đạo không do thí tiền. Bồ đề chỉ hướng tâm tìm, đâu nhọc hướng ngoại cầu huyền. Nghe nói y đây tu hành, cực lạc chỉ ngay trước mắt. Tâm bình hà lao chỉ giới, hạnh trực hà dụng tu thiền. Thần tắc, ân tắc thân dưỡng phụ mẫu, nghĩa tắc thượng hạ tương lân, nhượng tắc tôn ti hỏa bục, nhẫn tắc chúng ác vô huyên, nhược năng toàn mộc xuất hà, ứ nê định sanh hồng liên, khổ khẩu đích thị lương dược, nghịch nhĩ tức thị trung ngôn, cải quá tức sanh trí tuệ, hộ đoàn tâm nội phi hiền. Nhật tụng thường hành nhiêu ích, thành đạo phi do thí tiền. Bồ đề chỉ hướng tâm mích, hà lao hướng ngoại cầu huyền. Thính thuyết ư thì tu hành Tây phương chỉ tại mục tiền. Tổ lại bảo: này thiện tri thức, thầy phải y kệ đây mà tu hành, nhận lấy tự tánh, thẳng đó thành đạo. Pháp không đợi nhau, mọi người hãy giải tán, tôi trở về Tào Khê. Nếu chúng có nghi lại đến hỏi nhau. Khi ấy Thứ Sử Quan Liêu ở trong hội, kẻ thiện nam tín nữ mỗi người đều được khai ngộ, tín thọ vâng làm. Phẩm thứ tư, định tuệ. Tổ dạy chúng: này thiện tri thức, pháp môn của ta đây lấy định tuệ làm gốc. Đại chúng chớ lầm nói định tuệ riêng, định tuệ một thể không phải là hai. Định là thể của tuệ, tuệ là dụng của định. Ngay khi tuệ, định ở tại tuệ. Ngay khi định, tuệ ở tại định. Nếu biết được nghĩa này, tức là cái học định tuệ bình đẳng. Những người học đạo chớ nói trước định rồi sau mới phát tuệ, trước tuệ rồi sau mới phát định, mỗi cái riêng khác. Khởi cái thấy như thế ấy thì pháp có hai tướng. Miệng nói lời thiện mà trong tâm thì không thiện, thì không có định tuệ không bình đẳng. Nếu tâm miệng đều là thiện, trong ngoài một thứ, định tuệ tức là bình đẳng. Tự ngộ tu hành không ở chỗ tranh cãi. Nếu tranh trước sau tức là đồng với người mê, không dứt sự hơn thua, trở lại tăng ngã và pháp không lìa bốn tướng. Này thiện tri thức, định tuệ ví như cái gì? Ví như ngọn đèn và ánh sáng. Có ngọn đèn tức có ánh sáng, không đèn tức là tối. Đèn là thể của ánh sáng là dụng của đèn. Tên tuy có hai mà thể vốn đồng một, pháp định tuệ này cũng là như thế. Tổ dạy chúng: này thiện tri thức, nhất hạnh tam muội là đối với tất cả chỗ đi đứng ngồi nằm thường hành một trực tâm ấy vậy. Kinh Tịnh Danh nói trực tâm là đạo tràng, trực tâm là tịnh độ. Tâm chớ làm những chuyện xiểm khúc, miệng chỉ nói trực, miệng nói nhất hạnh tam muội mà không hành trực tâm. Còn hành trực tâm đối với tất cả pháp chớ có chấp trước. Người mê chấp pháp tướng, chấp nhất hạnh tam muội, chỉ nói ngồi không động, tâm vọng không khởi, tức là nhất hạnh tam muội. Người khởi hiểu thế này tức là đồng với vô tình, trở lại là nhân duyên chứng đạo. Này thiện tri thức, đạo phải thông lưu, do đầu trở lại ngưng trệ, tâm không trụ nơi pháp, đạo tức là thông lưu. Tâm nếu trụ pháp gọi là tự phược, nếu nói thường ngồi không động, ấy chỉ như ngài Xá Lợi Phất ngồi yên trong rừng, lại bị ngài Duy Ma Cật quở trách. Này thiện tri thức, lại có người dạy ngồi khán tâm quán tịnh, không động không khởi, từ đây mà lập công khóa. Người mê không hiểu, liền chấp thành ra điên cuồng. Những người như thế này thật là đông, dạy nhau như thế nên biết đó là lầm lớn. Tổ dạy chúng: này thiện tri thức, xưa này chánh giáo không có đốn tiệm, tánh người tự có lợi và độn, người mê thì lần lần khế hợp, người ngộ thời chóng tu, tự biết bản tâm, tự thấy bản tánh, tức là không có sai biệt, do đó nên lập giả danh đốn tiệm. Này thiện tri thức, pháp môn của ta đây từ trước đến nay, trước lập vô niệm làm tông,
vô tướng làm thể, vô trụ làm bàn. Vô tướng là đối với tướng mà lìa tướng, vô niệm là đối với niệm mà không niệm, vô trụ là bản tánh của người. Ở thế gian nào là thiện ác tốt xấu, cho đến những việc oán cùng với thân, ngôn ngữ xúc chạm, hư dối, tranh đua, vân vân, thảy đều đem về không, không nghĩ trả thù hại lại. Trong mỗi niệm không nghĩ cảnh trước, nếu niệm trước, niệm hiện tại, niệm sau, trong mỗi niệm tương tục không dứt gọi là hệ phược, trói buộc. Đối trên các pháp mỗi niệm không trụ, tức là không phược. Đây là lấy vô trụ làm gốc. Này thiện tri thức, ngoài lìa tất cả tướng gọi là vô tướng, hay lìa nơi tướng tức là pháp thể thanh tịnh, đây là lấy vô tướng làm thể. Này thiện tri thức, đối trên các cảnh tâm không nhiễm gọi là vô niệm. Đối trên niệm thường lìa các cảnh, chẳng ở trên cảnh mà sanh tâm. Nếu chỉ trăm vật chẳng nghĩ, niệm phải trừ hết, một niệm dứt tức là chết, rồi sẽ sang nơi khác, ấy là lầm to. Người học đạo suy nghĩ đó, nếu không biết cái ý của pháp thì tự lầm còn có thể, lại dạy người khác là không nên, tự mê không thấy lại còn chê bai kinh Phật. Vì thế nên lập vô niệm làm tông. Này thiện tri thức, thế nào lập vô niệm làm tông? Chỉ vì miệng nói thấy tánh, người mê ở trên cảnh có niệm, trên niệm lại khởi tà kiến, tất cả trấn lao vọng tưởng từ đây mà sanh, tự tánh vốn không một pháp có thể được. Nếu có sở đắc vọng nói họa phước, tức là trấn lao tà kiến, nên pháp môn này lập vô niệm làm tông. Này thiện tri thức, vô là vô việc gì, niệm là niệm vật nào? Vô đó là không có hai tướng, không có các tâm trần lao. Niệm là niệm chân như bản tánh, chân như tức là thể của niệm, niệm tức là dụng của chân như. Chân như tự tánh khởi niệm, không phải mắt tai mũi lưỡi hay khởi niệm. Chân như có tánh cho nên khởi niệm, chân như nếu không có tánh thì mắt tai sắc thanh chính khi ấy liền họa. Này thiện tri thức, chân như tự tánh khởi niệm, sáu căn tuy có thấy nghe hiểu biết mà không nhiễm muôn cảnh, mà chân tánh thường tự tại, nên kinh nói hay khéo phân biệt các pháp tướng mà đối với nghĩa đệ nhất không có động. Phẩm thứ 5, tọa thiền. Tổ dạy chúng, pháp môn tọa thiền này vốn không chấp nơi tâm, cũng không chấp nơi tịnh, cũng chẳng phải chẳng động. Nếu nói chấp tâm, tâm vốn là vọng, biết tâm như huyễn nên không có chỗ chấp vậy. Nếu nói chấp tịnh, tánh người vốn là tịnh, bởi vì vọng niệm che đậy chân như, chỉ không có vọng tưởng thì tự tánh tự thanh tịnh. Khởi tâm chấp tịnh, trở lại sanh ra cái tịnh vọng. Vọng không có chỗ nơi, chấp ấy là vọng, tịnh không hình tướng, trở lại lập tướng tịnh, nói là công phu. Người khởi kiến giải này là chướng tự bản tánh, trở lại bị tịnh trói. Này thiện tri thức, nếu người tu hạnh bất động, chỉ khi thấy tất cả người không thấy việc phải quấy, tốt xấu lỗi lầm của người tức là tự tánh bất động. Này thiện tri thức, người mê thân tuy bất động, mở miệng liền nói việc phải quấy hay giờ tốt xấu của người là cùng đạo đã trái nhau, chấp tâm chấp định tức là chướng đạo. Tổ dạy chúng, này thiện tri thức, sao gọi là tọa thiền? Trong pháp môn này không chướng không ngại, ngoài đối với tất cả cảnh giới thiện ác, tâm niệm chẳng khởi gọi là tọa. Trong thấy tự tánh chẳng động gọi là thiền. Này thiện tri thức, sao gọi là thiền định? Ngoài lìa tướng là thiền, trong chẳng loạn là định. Ngoài nếu chấp tướng, trong tâm tức loạn. Ngoài nếu lìa tướng, tâm tức chẳng loạn, bản tánh tự định. Tự tịnh tự định chỉ vì thấy cảnh, suy nghĩ cảnh tức là loạn. Nếu thấy các cảnh mà tâm chẳng loạn ấy là chân định vậy. Này thiện tri thức, ngoài lìa tướng tức là thiền, trong chẳng loạn tức là định. Ngoài thiền trong định ấy gọi là thiền định. Kinh Bồ Tát Giới nói, bản tánh của ta vốn tự thanh tịnh. Này thiện tri thức, trong mỗi niệm tự thấy được bản tánh thanh tịnh, tự tu tự hành, tự thành Phật đạo. Phẩm thứ 6, sám hối. Khi ấy tổ thấy sĩ thứ bốn phương từ Quảng Châu, Thiểu Châu đua nhau đến trong núi nghe pháp, tổ mới đăng tòa bảo chúng, đến đây các thiện tri thức, tánh này phải từ trong tự tánh mà khởi, trong tất cả thời mỗi niệm tự tịnh tâm kia, tự tu tự hành, thấy pháp thân của mình, thấy tâm Phật của mình, tự độ tự giới mới được. Không nhỏ đến đây, đã từ xa đến, một hội ở đây đều cùng có duyên, nay có thể mỗi vị quỳ gối trước tôi vì truyền cho tự tánh ngũ phần pháp thân hương, kế đó là trao vô tướng sám hối. Chúng đều quỳ gối, tổ bảo,
Một là giới hương, tức là trong tâm mình không có quấy, không có ác, không tật đố, không tham sân, không cướp hạn, gọi là giới hương. Hai là định hương, tức là thấy các cảnh tướng thiện ác, tự tâm chẳng loạn, gọi là định hương. Ba là tuệ hương, là tâm mình không ngại, thường dùng trí tuệ quán chiếu tự tánh, chẳng tạo các ác, tùy tu các hạnh lành mà tâm không chấp trước, kính bậc trên, thương kẻ dưới, cứu giúp người cô bần, gọi là tuệ hương. Bốn là giải thoát hương, tức tự tâm mình không có chỗ phan duyên, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, tự tại vô ngại, gọi là giải thoát hương. Năm là giải thoát tri kiến hương, tự tâm đã không có chỗ phan duyên thiện ác, không thể trầm không trệ tịch, tức phải học rộng nghe nhiều, biết bản tâm mình, đạt được lý của chư Phật và quang tiếp vật, không ngã không nhân, thẳng đến bồ đề chân tánh không đổi, gọi là giải thoát tri kiến hương. Này thiện tri thức, hương này mỗi người tự huân ở trong, chớ hướng ra ngoài tìm. Này tôi vì các ông trao vô tướng sám hối, để diệt tội trong ba đời, khiến được ba nghiệp thanh tịnh. Này thiện tri thức, mỗi người đồng thời nói theo lời tôi. Đệ tử chúng con từ niệm trước, niệm hiện nay và niệm sau, mỗi niệm không bị ngu mê làm nhiễm. Từ trước có những nghiệp ác ngu mê, vân vân, các tội, thảy đều sám hối, nguyện một lúc tiêu diệt, hằng không khởi lại. Đệ tử chúng con từ niệm trước, niệm hiện nay và niệm sau, mỗi niệm không bị kiêu cuống làm nhiễm. Từ trước có những nghiệp ác, kiêu cuống, vân vân, các tội, thảy đều sám hối, nguyện một thời tiêu diệt, hằng không trở lại. Đệ tử chúng con từ niệm trước, niệm hiện tại và niệm sau, mỗi niệm không bị tật đố làm nhiễm. Từ trước có những nghiệp ác, tật đố, vân vân, các tội, thảy đều sám hối, nguyện một lúc tiêu diệt, hằng không khởi lại. Này thiện tri thức, về trước là vô tướng sám hối. Thế nào gọi là sám, thế nào gọi là hối? Sám là sám những lỗi về trước. Từ trước có những nghiệp ác ngu mê, kiêu cuống, tật đố, vân vân, các tội, thảy đều sám hết, hằng không khởi lại, đó gọi là sám. Hối là hối những lỗi về sau. Từ nay về sau có những nghiệp ác ngu mê, kiêu cuống, tật đố, vân vân, các tội, này đã giác ngộ, thảy đều hằng đoạn, lại không tạo lại, ấy gọi là hối, nên gọi là sám hối. Người phàm phu ngu mê chỉ biết sám lỗi trước, chẳng biết hối lỗi sau. Do vì không hối nên tội trước chẳng diệt, lỗi sau lại sanh. Tội trước đã chẳng diệt, lỗi sau lại sanh, sao gọi là sám hối được? Này thiện tri thức, đã sám hối xong, vì thiện tri thức phát tứ hoằng thệ nguyện, mỗi người phải dụng tâm tránh lắng nghe. Tự tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tự tâm phiền não vô biên thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn vô tận thệ nguyện học, tự tánh vô thượng Phật đạo thệ nguyện thành. Này thiện tri thức, cả thầy đâu chẳng nói chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nói thế ấy và lại không phải là huệ năng độ. Này thiện tri thức, chúng sanh trong tâm chỗ gọi tâm tà mê, tâm cuống vọng, tâm bất thiện, tâm tật đố, tâm ác độc, những tâm như thế chọn là chúng sanh. Mỗi người nên tự tánh tự độ, ấy gọi là chân độ. Sao gọi là tự tánh tự độ? Tức tự trong tâm những chúng sanh tà kiến phiền não ngu si, đem chánh kiến mà độ. Đã có chánh kiến bèn sử dụng trí bát nhã đánh phá những chúng sanh ngu si mê vọng. Mỗi mỗi tự độ, tà đến thì chánh độ, mê đến thì ngộ độ, ngu đến thì trí độ, ác đến thì thiện độ. Độ như thế gọi là chân độ. Lại phiền não vô biên thệ nguyện đoạn, đem tự tánh bát nhã trí trừ tâm tư tưởng hư vọng ấy vậy. Lại pháp môn vô tận thệ nguyện học, phải tự thấy tánh của mình thường hành chánh pháp ấy gọi là chân học. Lại vô thượng Phật đạo thệ nguyện thành, đã thường hay hạ tâm hành nơi chân chánh, lìa mê lìa giác, thường sanh bát nhã trừ chân trừ vọng, tức thấy được Phật tánh, liền ngay nơi lời nói, liền thành Phật đạo, thường nhớ tu hành, ấy là phát nguyện lực. Này thiện tri thức, nay phát tứ hoằng thệ nguyện rồi, lại vì thiện tri thức mà trao vô tướng tam quy y giới. Này thiện tri thức, quy y giác lưỡng túc tôn, quy y chánh ly dục tôn, quy y tịnh chúng trung tôn. Từ ngày nay trở đi xưng giác làm thầy, lại chẳng quy y tà ma ngoại đạo, dùng tự tánh tam bảo thường tự chứng minh. Khuyên thiện tri thức quy y tự tánh tam bảo, Phật là giác, pháp là chánh, tăng là tịnh vậy. Tự tâm quy y giác, tà mê chẳng sanh, thiểu dục tri túc hay lìa tài sắc gọi là lưỡng túc tôn. Tự tâm quy y chánh, niệm niệm không tà kiến, vì không tà kiến tức là không nhân ngã cống cao tham ái, chấp trước gọi là ly dục tôn. Tự tâm quy y tịnh, tất cả cảnh giới trần lao ái dục, tự tánh đều không nhiễm trước gọi là chúng trung tôn.
Nếu tu hạnh này ấy là tự quy y, phàm phu không hiểu từ sáng đến tối, thọ tam quy giới, nếu nói quy Phật, Phật ở chỗ nào? Nếu chẳng thấy Phật, thì nương vào chỗ nào mà quy, nói lại thành vọng. Này thiện tri thức, mỗi người tự quan sát, chớ lầm dụng tâm. Kinh văn rõ ràng nói tự quy y Phật, chẳng nói quy y với Phật khác. Tự Phật mà chẳng quy, thì không có chỗ nào mà y được. Này đã tự ngộ, mỗi người phải quy y tự tâm tam bảo, trong thì điều hòa tâm tánh, ngoài thì cung kính mọi người, ấy là tự quy y vậy. Này thiện tri thức, đã quy y tự tam bảo xong, mỗi người phải trí tâm. Tôi vì nói một thể ba thân tự tánh Phật, khiến các ông thấy được ba thân rõ ràng, tự ngộ, tự tánh. Phải nói theo tôi, nơi tự sắc thân quy y thanh tịnh pháp thân Phật, nơi tự sắc thân quy y viên mãn báo thân Phật, nơi tự sắc thân quy y thiên bá ước hóa thân Phật. Này thiện tri thức, sắc thân là nhà cửa, không thể nói quy hướng. Ba thân Phật ở trong tự tánh người đời thảy đều có. Vì tự tâm mê không thấy tánh ở trong nên chạy ra ngoài tìm ba thân Như Lai, chẳng thấy ở trong thân có ba thân Phật. Các ông lắng nghe tôi nói, khiến các ông ở trong tự thân thấy được tự tánh có ba thân Phật. Ba thân Phật này từ nơi tự tánh sanh, chẳng phải từ ngoài mà được. Sanh sao gọi là thanh tịnh pháp thân Phật? Người đời bản tánh là thanh tịnh, muôn pháp từ nơi tánh mà sanh. Suy nghĩ tất cả việc ác, tức sanh hạnh ác. Suy nghĩ tất cả việc lành, tức sanh hạnh lành. Như thế hết các pháp ở trong tự tánh, như trời thường trong, mặt trời mặt trăng thường sáng. Vì mây che phủ nên ở trên sáng, ở dưới tối. Chợt gặp gió thổi, mây tan, trên dưới đều sáng, vạn tượng đều hiện. Tánh của người đời thường phủ du như là mây trên trời kia. Này thiện tri thức, trí như mặt trời, tuệ như mặt trăng. Trí tuệ thường sáng do bên ngoài chấp cảnh, nên bị mây nổi vọng niệm, che phủ tự tánh, không được sáng suốt. Nếu gặp thiện tri thức, nghe được pháp chân chánh, tự trừ mê vọng, trong ngoài đều sáng suốt, nơi tự tánh muôn pháp đều hiện. Người thấy tánh cũng là như thế, ấy gọi là thanh tịnh pháp thân Phật. Này thiện tri thức, tự tâm quy y tự tánh là quy y chân Phật. Tự quy y là trừ bỏ trong tự tánh tâm bất thiện, tâm tật đố, tâm xiểm khúc, tâm ngô ngã, tâm cuống vọng, tâm khinh người, tâm lớn người, tâm tà kiến, tâm cống cao và hạnh bất thiện trong tất cả thời. Thường tự thấy lỗi mình, chẳng nói tốt xấu của người khác, ấy là tự quy y. Thường tự hạ tâm, khắp hành cung kính, tức là thấy tánh thông đạt lại không bị ngăn trệ, ấy là tự quy y. Sao gọi là viên mãn báo thân Phật? Thí như một ngọn đèn hay trừ ngàn năm tối, một trí tuệ hay diệt muôn năm ngu. Chớ suy nghĩ về trước, đã qua không thể được. Thường phải nghĩ về sau, mỗi niệm tròn sáng tự thấy bản tánh. Thiện ác tuy là khác mà bản tánh không có hai. Tánh không hai đó gọi là tánh thật. Ở trong thật tánh không nhiễm thiện ác, đây gọi là viên mãn báo thân Phật. Tự tánh khởi một niệm ác thì diệt muôn kiếp nhân lành. Tự tánh khởi một niệm thiện thì được hằng xa ác hết. Thẳng đến vô thượng bồ đề, niệm niệm tự thấy chẳng mất bản niệm gọi là báo thân. Sao gọi là thiên bá ức hóa thân Phật? Nếu chẳng nghĩ muôn pháp thì tánh vốn như không. Một niệm suy nghĩ gọi là biến hóa. Suy nghĩ việc ác là hóa làm địa ngục. Suy nghĩ việc thiện thì hóa làm thiên đường. Độc hại thì hóa làm rồng rắn. Từ bi thì hóa làm Bồ Tát. Trí tuệ thì hóa làm thượng giới. Ngu si thì hóa làm hạ giới. Tự tánh biến hóa rất là nhiều. Người mê không hay tỉnh giác. Mỗi niệm khởi ác thường đi trong con đường ác. Xoay về một niệm thiện, trí tuệ liền sanh. Đây gọi là tự tánh hóa thân Phật. Này thiện tri thức, từ pháp thân, suy nghĩ tức là hóa thân Phật, niệm niệm tự tánh, tự kiến tức là báo thân Phật, tự ngộ tự tu, tự tánh công đức ấy là chân thật quy y, da thịt là sắc thân đó là nhà cửa, không nói là quy y vậy, chỉ ngộ tự tánh ba thân tức là biết được tự tánh Phật. Tôi có một bài tụng vô tướng, nếu người hay chỉ tụng, ngay nơi lời nói liền khiến cho ông tội mê từ nhiều kiếp, một lúc liền tiêu diệt, tụng rằng: Người mê tu phước chẳng tu đạo, chỉ nói tu phước liền là đạo. Bố thí cúng dường phước vô biên, trong tâm ba ác xưa nay tạo. Nghĩ muốn tu phước để diệt tội, đời sau được phước tội vẫn còn. Chỉ hướng trong tâm trừ tội duyên, mỗi người tự tánh chân sám hối. Chợt gặp đại thừa chân sám hối, trừ tà hành chánh tức không tội. Học đạo thường nơi tự tánh quán, tức cùng chư Phật đồng một loại. Tổ ta chỉ truyền pháp đốn giáo, các nguyện kiến tánh đồng một thể. Nếu muốn đời sau tìm pháp thân, lìa các pháp tướng trong tâm sạch.
nỗ lực tự thấy chớ lơ là. Một niệm chợt dứt một đời thôi, nếu gặp đại thừa được thấy tánh, thành tâm cung kính chắp tay cầu. Mê nhân tu phúc bất tu đạo, chỉ ngôn tu phúc tiện thị đạo. Bố thí cúng dường phúc vô biên, tâm trung tam ác nguyên lai tạo. Nghĩ tương tu phúc dục diệt tội, hậu thế đắc phúc tội hoàn tại. Đán hướng tâm trung trừ tội duyên, các tự tánh trung chân sám hối. Hốt ngộ đại thừa chân sám hối, trừ tà hành chánh tức vô tội. Học đạo thường ư tự tánh quán, tức giữ chư Phật đồng nhất loại. Ngô tổ duy truyền thử đốn pháp, phổ nguyện kiến tánh đồng nhất thể. Nhược dục đương lai minh pháp thân, ly trừ pháp tướng tâm trung tẩy. Nỗ lực tự kiến mạc du du, hậu niệm hốt tuyệt nhất thế hưu. Nhược ngộ đại thừa đắc kiến tánh, kiến cung hiệp trường trí tâm cầu. Tổ nói, này thiện tri thức, phải tụng lấy y đây tu hành. Ngày nơi lời nói mà thấy tánh, tuy cách tôi ngàn dặm như thường ở bên cạnh tôi. Nơi lời nói này mà chẳng ngộ, tức là đối diện với tôi mà cách xa ngàn dặm, đâu cần từ xa đến đây, trân trọng đi được an vui. Cả chúng nghe pháp rồi không ai mà chẳng khai ngộ, để hoan hỷ phụng hành. Phẩm thứ 7, cơ duyên. Tổ từ được pháp Huỳnh. Phẩm thứ 7, cơ duyên. Tổ từ được pháp ở Huỳnh Mai, về đến Thiều Châu, thôn Tào Hầu, mọi người đều không biết, có bản khác nói, khi tổ đi đến thôn Tào Hầu, ở lại hơn 9 tháng, nhưng tổ tự nói không quá hơn 30 ngày liền đến Huỳnh Mai, đây là tâm cầu đạo chí thiết, đâu có dừng ở, như vậy cho thời gian đi là không phải. Có một nho sĩ là Lưu Chí Lược, kính trọng ngài lắm. Chí Lược có người cô làm ni tên là Vô Tận Tạng, thường tụng kinh Đại Niết Bàn. Tổ nghe qua liền biết được diệu nghĩa, mới vì cô ni giải nói. Ni cầm quyển kinh hỏi chữ, tổ bảo chữ thì không biết, nghĩa tức mời hỏi. Cô ni nói, chữ còn không biết sao có thể hiểu nghĩa. Tổ bảo diệu lý của chư Phật chẳng có quan hệ đến văn tự. Cô ni kinh lạ mới bảo khắp hàng kỳ đức. Kỳ đức, người lớn tuổi có đức trong thôn rằng, đây là hàng tu sĩ có đạo nên thỉnh cúng dường. Khi ấy có cháu bốn đời của Ngụy Võ Hầu tên là Tào Thúc Lương, và dân cư trong làng đưa nhau đến chiêm lễ tổ. Khi ấy chùa cổ Bảo Lâm từ cuối đời Tùy bị binh lửa làm tàn phế, mới y nơi nền cũ dựng lại ngôi chùa, mời tổ trụ trì ở đó. Không bao lâu thành một ngôi chùa rất trang nghiêm. Tổ ở đó hơn 9 tháng lại bị bọn ác đuổi theo. Tổ bèn trốn đến trước núi, bị họ phóng hỏa đốt cỏ cây. Tổ ẩn thân vào trong kẹt đá được khỏi. Trên đá ngày nay dấu tổ ngồi kiết già, và vết nếp y của tổ vẫn còn, nhân đó gọi là hòn đá tị nạn. Tổ nhớ ngũ tổ dạy đến hoài và hội rừng ẩn. Ngài mới ẩn ở hai ấp ấy. Tăng Pháp Hải, người quê ở Khúc Giang, Thiều Châu, ban đầu đến tham vấn tổ hỏi rằng, tức tâm tức Phật, cúi xin ngài chỉ dạy. Tổ bảo, niệm trước chẳng sanh tức tâm, niệm sau chẳng diệt tức Phật, thành tất cả tướng tức tâm, lìa tất cả tướng tức Phật. Nếu tôi nói cho đủ, cổ kiếp cũng không hết, hãy lắng nghe tôi nói kệ. Tức tâm là tuệ, tức Phật là định, định tuệ bình đẳng trong ý thanh tịnh. Ngộ pháp môn này do ông tập tánh, dụng vốn không sanh, song tu là tránh. Tức tâm danh tuệ, tức Phật nãi định, định tuệ đẳng đẳng ý trung thanh tịnh. Ngộ thử pháp môn do nhữ tập tánh, dụng bổn vô sanh, song tu thị tránh. Ngài Pháp Hải nghe lời đó liền đại ngộ, làm bại kệ tán thán. Tức tâm nguyên là Phật, chẳng ngộ mà tự khinh, con biết nhân định tuệ, đồng tu lìa các vật. Tức tâm nguyên thị Phật, bất ngộ nhi tự khuất, ngã chi định tuệ nhân, song tu ly chư vật. Tăng Pháp Đạt, người ở Hồng Châu, xuất gia lúc 7 tuổi, thường tụng kinh Pháp Hoa, đến lễ tổ mà đầu không sát đất, tổ mới của, lễ mà đầu không sát đất chi bằng đường lễ. Trong tâm ông ắt có một Phật, vậy ông chứa chất sự nghiệp gì? Pháp Đà thưa, tôi tụng kinh Pháp Hoa đã đến 3.000 bộ. Tổ bảo, nếu ông tụng đến muôn bộ được ý kinh mà chẳng cho là hơn, ắt cùng với ta sánh vai. Nay ông mang sự nghiệp này chọn không biết lỗi, nghe ta nói kệ. Lễ cốt chặt cờ mạn, sao đầu không sát đất, có ngã tội liền sanh, quên công phước vô tỷ. Lễ bản chiết mạn tràng, đầu hề bất trí địa, hữu ngã tội tức sanh, vong công phúc vô tỷ.
Tổ lại hỏi, ông tên gì? Pháp Đạt thưa, tên Pháp Đạt. Tổ bảo ông tên Pháp Đạt mà đâu từng đạt pháp. Lại nói kệ, nay ông tên Pháp Đạt, chuyên tụng chưa từng thôi, tụng rỗng chỉ theo tiếng, sáng tâm hiệu Bồ Tát. Nay ông vì có duyên, nay tôi vì ông nói, chỉ tin Phật không lời, hoa sen từ miệng Pháp. Nhữ kim danh Pháp Đạt, cần tụng vi hữu yết, không tụng đãng tuần thanh, minh tâm hiệu Bồ Tát. Nhữ kim hữu duyên cố, ngô kim vị nhữ thuyết, đãng tín Phật vô ngôn, liên hoa tùng khẩu pháp. Ngài Pháp Đạt nghe kệ hối hận, tạ lỗi thưa, từ nay về sau con sẽ khiêm cung đối với tất cả. Đệ tử tụng kinh Pháp Hoa mà chưa hiểu được nghĩa kinh, tâm thường có nghi. Hòa thượng là bậc trí tuệ rộng lớn, cuối mong được nói nghĩa lý trong kinh. Tổ bảo Pháp Đạt, pháp tức rất thâm đạt mà tâm ông chẳng đạt. Kinh vốn là không nghi mà tâm ông khởi nghi. Ông tụng kinh này lấy cái gì làm tông? Pháp Đạt thưa, học nhân can tánh ám độn, từ trước đến nay chỉ y văn mà tụng niệm, đâu có biết tông thú. Tổ bảo, tôi không biết chữ, ông thử lấy kinh tụng một biến, tôi sẽ vì ông giải nói. Pháp Đạt liền to tiếng tụng kinh đến phẩm thí dụ. Tổ bảo dừng, kinh này nguyên lai lấy nhân duyên ra đời làm tông, dù nói nhiều thứ thí dụ cũng không vượt qua chỗ này. Sao là nhân duyên? Kinh nói chư Phật Thế Tôn chỉ có một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở đời. Một đại sự đó là tri kiến Phật. Người đời do mê bên ngoài nên chấp tướng, mê bên trong nên chấp không. Nếu hay nơi tướng mà lìa tướng, nơi không mà lìa không, thì trong ngoài chẳng mê. Nếu ngộ được pháp này, một niệm tâm khai, ấy là khai tri kiến Phật. Phật tức là giác, phân làm bốn môn: khai giác tri kiến, thị giác tri kiến, ngộ giác tri kiến, nhập giác tri kiến. Nếu nghe khai thị liền hay ngộ nhập, tức là giác tri kiến, trên tánh xưa nay mà được xuất hiện. Ông dè dặt chớ hiểu lầm ý kinh, nghe trong kinh nói khai thị ngộ nhập rồi tự cho là tri kiến của Phật, thì chúng ta thì vô phần. Nếu khởi cái hiểu này, tức là chê bai kinh, hủy báng Phật vậy. Phật kia đã là Phật rồi, đã đầy đủ tri kiến, cần gì phải khai nữa. Này ông phải tin Phật tri kiến đó chỉ là tự tâm của ông, lại không có Phật nào khác. Vì tất cả chúng sanh tự che phủ cái quang minh, tham ái trần cảnh, ngoài thì duyên với ngoại cảnh, trong tâm thì lăng xăng, cam chịu lôi cuốn, liền nhọc Đức Thế Tôn kia từ trong tam muội mà dạy, dùng bao nhiêu phương tiện nói đến đóng miệng, khuyên bảo khiến các ông buông dứt, chớ hướng ra ngoài tìm cầu, thì cùng Phật không hai, nên nói khai Phật tri kiến. Tôi cũng khuyến tất cả người nên thường khai tri kiến Phật ở trong tâm của mình. Người đời do tâm tà, ngu mê tạo tội, miệng thì lành, tâm thì ác, tham sân tật đố, xiểm nịnh ngã mạn, xâm phạm người hại vật, tự khai tri kiến chúng sanh. Nếu hay chánh tâm thường sanh trí tuệ, quán chiếu tâm mình, dừng ác làm lành, ấy là tự khai tri kiến Phật. Ông phải mỗi niệm khai tri kiến Phật, chớ khai tri kiến chúng sanh. Khai tri kiến Phật tức là xuất thế, khai tri kiến chúng sanh tức là thế gian. Nếu ông chỉ nhọc nhằn chấp việc tụng niệm làm công khóa, thế nào khác con trâu li mến cái đuôi của nó. Pháp Đạt thưa, nếu vậy thì chỉ được hiểu nghĩa, chẳng cần phải tụng kinh chăng? Tổ bảo, kinh có lỗi gì, đâu có chướng ngại ông tụng, chỉ về mê ngộ là tại người, tổn giảm hay lợi ích là do mình. Miệng tụng tâm hành tức là truyền được kinh, còn miệng tụng mà tâm không hành tức là bị kinh truyền. Hãy nghe ta nói kệ đây. Tâm mê pháp hoa truyền, tâm ngộ truyền pháp hoa, tụng lâu không rõ nghĩa, cùng nghĩa trở thành thù. Không niệm, niệm là tránh, có niệm, niệm là tà, có không đều trồng chấp, hằng ngồi xe bạch nghiêu. Tâm mê pháp hoa truyền, tâm ngộ truyền pháp hoa, tụng kinh kiều bất minh, giữ nghĩa tác thù ra. Vô niệm, niệm tức tránh, hữu niệm, niệm thành tà, hữu vô câu bất kế, trường ngự bạch nghiêu xa. Pháp Đạt nghe kệ rồi bất giác rơi lệ rầm rè, nghe lời nói liền đại ngộ và thưa với Tổ, Pháp Đạt từ xưa đến nay thật chưa từng chuyển pháp hoa mà bị pháp hoa chuyển. Lại thưa, kinh nói các vị đại thanh văn cho đến Bồ Tát đều đem hết khả năng suy nghĩ cùng chung nghĩ lường, cũng không thể nào đo được trí của Phật. Ngày nay khiến kẻ phàm phu chỉ ngộ được tự tâm liền gọi là tri kiến Phật, tự chẳng phải là hàng thượng căn, nên chưa khỏi nghi báng. Lại kinh nói ba xe dê, xe nai, xe trâu cùng với xe trâu trắng khác nhau như thế nào, cũng xin hòa thượng rủ lòng từ khai thị cho. Tổ bảo,
Ý kinh rõ ràng, ông tự mê trái. Các hạng người tam thừa không thể đo lường được trí tuệ Phật, đó là lỗi tại chỗ đo lường. Dù ông đem tất cả sự suy nghĩ mà suy xét lại càng thêm xa vời. Phật vốn vì phạm phu mà nói, chẳng vì Phật mà nói. Lý này nếu chẳng tin chắc thì sẽ như những vị thanh văn trong hội pháp hoa thối tịch vậy, đâu chẳng biết đã ngồi trên xe bạch ngưu lại tìm ba xe ngoài cửa. Huống là kinh văn rõ ràng nhằm ông mà nói, chỉ một Phật thừa, không có thừa nào khác, hoặc là hai, hoặc là ba, cho đến vô số phương tiện, bao nhiêu nhân duyên thí dụ ngôn tử nói vẻ pháp ấy đều vì một Phật thừa. Sao ông chẳng tỉnh ba xe là giả, là việc thuở xưa, một xe là thật, là việc hiện nay? Chỉ dạy ông dẹp giả trở về thật, sau khi trở về thật, thật cũng không tên. Nên biết có những của báu chọn thuộc về ông, do ông thọ dụng lại không khởi tưởng của cha, cũng không khởi tưởng của con, cũng không khởi tưởng dùng, ấy gọi là trì kinh pháp hoa. Từ kiếp này đến kiếp khác, tay không rời quyển kinh, từ sáng đến tối không lúc nào chẳng tụng kinh. Pháp Đạt nhờ chỉ dạy vui mừng nhảy nhót, liền nói kệ khen rằng: kinh tụng 3000 bộ, Tào Khê một câu quên, chưa rõ ý xuất thế, đâu hết cuồng nhiều đời, dê nai châu quyền lập, trước giữa sau khéo bày, ai biết trong nhà lửa, nguyên là vị vua Pháp. Kinh tụng tam thiên bộ, Tào Khê nhất cú vong, vị minh xuất thế trì, ninh yết lụy sanh cuồng, dương lộc hưu quyền thiết, sơ trung hậu thiện dương, thùy chi hỏa trạch nội, nguyên thị Pháp trung vương. Tổ bảo từ nay về sau ông mới đáng gọi là tăng tụng kinh. Pháp Đạt từ đây lãnh hội huyền chỉ, cũng không ngừng tụng kinh. Tăng Trí Thông, người quê ở An Phong thuộc Thọ Châu, ban đầu xem kinh Lăng Già đến hơn 1000 lần, nhưng không hiểu được tam thân tứ trí, đến lễ tổ cầu giải nghĩa. Tổ bảo ba thân là thanh tịnh pháp thân, đó là tánh của ông. Viên mãn báo thân là trí của ông. Thiên bá ước hóa thân là hạnh của ông vậy. Nếu lìa bản tánh riêng nói ba thân, tức gọi có ba mà không trí. Nếu ngộ được ba thân không có tự tánh, tức là rõ bốn trí bồi đề. Hãy lắng nghe tôi nói kệ. Tự tánh đủ ba thân, phát minh thành tứ trí. Chẳng lìa duyên thấy nghe, siêu nhiên lên quả Phật. Nay tôi vì ông nói, tin chắc hẳng không mê. Chớ học người tìm cầu, chọn ngày nói bồ đề. Tự tánh cụ tam thân, phát minh thành tứ trí. Bất ly kiến văn duyên, siêu nhiên đăng Phật địa. Ngô kim vị nhữ thuyết, đế tín vĩnh vô mê. Mặc học trì cầu giả, trung nhật thuyết bồ đề. Ngài Trí Thông lại thưa, về nghĩa tứ trí có thể nghe được chăng? Tổ bảo đã hiểu ba thân để rõ tứ trí, sao lại hỏi ư? Nếu lìa ba thân riêng nói tứ trí, đây gọi là có trí mà không thân, tức đây có trí lại thành vô trí. Ngài nói kệ, đại viên cảnh trí tánh thanh tịnh, bình đẳng tánh trí tâm không bệnh, diệu quan sát trí thấy không công, thành sở tác trí đồng viên cảnh, ngũ bát lục thất quả nhân truyền, chỉ dùng danh ngôn không thật tánh, nếu ngay chỗ truyền không giấy niệm, ngay nơi ồn náo hẳng đại định. Đại viên cảnh trí tánh thanh tịnh, bình đẳng tánh trí tâm vô bệnh, diệu quan sát trí kiến phi công, thành sở tác trí đồng viên cảnh, ngũ bát lục thất quả nhân truyền, đán dụng danh ngôn vô thật tánh, nhược ư truyền xứ bất lưu tình, phổn hưng vĩnh sử na giả định. Như trên nói chuyển thức thành trí, trong kinh nói chuyển năm thức trước làm thành sở tác trí, chuyển thức thứ sáu làm diệu quan sát trí, chuyển thức thứ bảy làm bình đẳng tánh trí, chuyển thức thứ tám làm đại viên cảnh trí. Tùy thức thứ sáu, thức thứ bảy là ở trong nhân chuyển, còn năm thức trước và thức thứ tám là trên quả chuyển, chỉ chuyển tên mà không chuyển thể. Trí Thông liền đốn ngộ được tánh trí nên trình kệ rằng: ba thân nguyên thể ta, tứ trí vốn tâm sáng, thân trí dung không ngại, ứng vật mặc tùy hình, khởi tu đều vọng động, giữ trụ trái chân tinh, diệu chỉ nhân thầy rõ, chọn quên tên nhiễm ô. Tam thân nguyên ngã thể, tứ trí bổn tâm minh, thân trí dung vô ngại, ứng vật nhiệm tùy hình, khởi tu dài vọng động, thủ trụ phỉ chân tinh, diệu chỉ nhân sư hiểu, trung vong nhiễm ô danh. Tăng Trí Thường, người ở Quý Khê Tín Châu thường nhỏ xuất gia, trí cầu thấy tánh, một hôm đến tham lễ, tổ hỏi: ông từ đâu đến, muốn cầu việc gì? Sư thưa: học nhân gần đây đến núi Bạch Phong ở Hồng Châu lễ hòa thượng Đại Thông, nhờ chỉ nghĩa kiến tánh thành Phật, nhưng chưa giải quyết được hồ nghi.
từ xa đến đây lễ hòa thượng, mong hòa thượng từ bi chỉ dạy. Tổ bảo, kia có ngôn cú gì ông thử nhắc lại xem. Trí Thượng thưa, Trí Thượng đến nơi kia trải qua 3 tháng chưa được chỉ dạy vì lòng tha thiết vì pháp, nên một hôm riêng vào trượng thất thưa hỏi thế nào là bản tâm bản tánh của con. Ngài Đại Thông nói rằng, ông thấy hư không chăng? Trí Thượng đáp, thấy. Hòa thượng Đại Thông hỏi, ông thấy hư không có tướng mạo chăng? Trí Thượng đáp, hư không vô hình mà có tướng mạo gì? Ngài Đại Thông bảo, bản tánh của ông ví như hư không, chọn không một vật có thể thấy, ấy gọi là chánh kiến. Không một vật có thể biết, ấy gọi là chân tri. Không có xanh vàng dài ngắn, chỉ thấy bản nguyên thanh tịnh, giác thể tròn sáng, tức gọi là thấy tánh thành Phật, cũng gọi là Như Lai tri kiến. Học nhân tuy nghe lời này vẫn chưa giải quyết xong điều nghi, cố xin hòa thượng chỉ dạy. Tổ bảo, lời thầy kia nói vẫn còn kiến tri nên khiến ông chưa rõ. Nay tôi chỉ ông một bài kệ. Chẳng thấy một pháp còn thấy không, giống như mây nổi che mặt nhật. Chẳng biết một pháp giữ biết không, lại như hư không xanh điện chớp. Tri kiến này bỗng nhiên dấy lên, lầm nhận đâu từng hiểu phương tiện. Ông phải một niệm tự biết lỗi, tự kỳ linh quang thường hiện hiện. Bất kiến nhất pháp tồn vô kiến, đại tợ phù vân già nhật diện. Bất tri nhất pháp thủ không tri, hoàng như thái hư sanh thiểm điện. Thử chi tri kiến biết nhiên hưng, thác nhận hà tầng giải phương tiện. Như đường nhất niệm tự tri phi, tự kỳ linh quang thường hiện hiện. Trí Thượng nghe bài kệ rồi tâm ý hoát nhiên, bèn nói kệ rằng, vô cớ khởi tri kiến, chấp tướng cầu bồ đề, tình còn một niệm ngộ, đâu vượt mê ngàn xưa. Tự tánh giác nguyên thể, tùy chiếu luống đổi rời, chẳng vào thất tổ sư, mở mịt chạy hai đầu. Vô đoàn khởi tri kiến, trước tướng cầu bồ đề, tình tồn nhất niệm ngộ, ninh việt tích thời mê. Tự tánh giác nguyên thể, tùy chiếu uổng thiên lưu, bất nhập tổ sư thất, mang nhiên thú lưỡng đầu. Trí Thượng một hôm hỏi tổ, Phật nói pháp ba thừa, lại nói tối thượng thừa, đệ tử chưa hiểu, cuối mong ngài vì chỉ dạy. Tổ bảo, ông xem nơi bản tâm mình, chớ có chấp pháp tướng bên ngoài. Pháp không có 4 thừa, tâm người tự có những sai biệt. Thế nghe tụng đọc là tiểu thừa, ngộ pháp hiểu nghĩa là trung thừa, y pháp tu hành là đại thừa. Muôn pháp trọn thông, muôn pháp đầy đủ, tất cả không nhiễm để các pháp tướng, một cũng không được, gọi là tối thượng thừa. Thừa là nghĩa hành, không phải ở miệng tranh. Ông phải tự tu, chớ có hỏi tôi, trong tất cả thời, tự tánh tự như. Trí Thượng liền lễ tạ và hầu tổ đến trọn đời. Tăng Trí Đạo, người quê ở Nam Hải, Quảng Châu đến thưa hỏi, thưa rằng, học nhân từ xuất gia, xem kinh Niết Bàn hơn 10 năm chưa rõ được đại ý, cuối mong hòa thượng thương xót chỉ dạy. Tổ bảo, chỗ nào ông chưa rõ, thưa rằng, chư hạnh vô thường là pháp sanh diệt. Sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui, nơi đây con nghi ngờ. Tổ hỏi ông nghi như thế nào? Thưa rằng, tất cả chúng sanh đều có 2 thân, gọi là sắc thân và pháp thân. Sắc thân vô thường, có sanh có diệt, pháp thân có thường, không tri không giác. Kinh nói, sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Chẳng biết thân nào tịch diệt, thân nào thọ vui. Nếu là sắc thân, khi sắc thân tịch diệt, 4 đại phân tán toàn là khổ, khổ không thể nói vui. Nếu pháp thân tịch diệt, tức đồng cỏ cây gạch đá, ai sẽ thọ vui? Lại pháp tánh là thể của sanh diệt, 5 uẩn là dụng của sanh diệt. 1 thể 5 dụng, sanh diệt là thường. Sanh thì từ thể khởi dụng, diệt thì từ dụng nhiếp về thể. Nếu cho lại sanh, tức là loài hữu tình, không đoạn không diệt. Nếu chẳng cho lại sanh, tức là hằng trở về tịch diệt, thì đồng với vật vô tình. Như thế ắt tất cả pháp bị sự ngăn cấm của Niết Bàn, còn chẳng được sanh, có gì là vui. Tổ của ông là Thích Tử, sao lại tập theo ngoại đạo về đoạn kiến và thượng kiến mà luận nghị về pháp tối thượng thừa? Cứ theo lời ông nói, tức là ngoài sắc thân riêng có pháp thân, lìa sanh diệt để cầu tịch diệt, lại suy luận Niết Bàn thượng lạc, nói có thân thọ dụng, đây là chấp lẫn về sanh tử, đắm mê cái vui thế gian. Nay ông nên biết Phật vì tất cả người mê nhận thân 5 uẩn hòa hợp, làm thể tướng của mình, phân biệt tất cả pháp cho là tướng ngoại trần, ưa sanh ghét chết, niệm niệm đổi rời, không biết là mộng huyễn hư giả, luống chịu luân hồi, lấy thường lạc Niết Bàn đổi thành tướng khổ, chọn ngày tìm cầu. Phật vì thương những người này mới chỉ dạy Niết Bàn chân lạc,
trong sát na không có tướng sanh, trong sát na không có tướng diệt, lại không có sanh diệt, có thể diệt, ấy là tịch diệt hiện tiền. Chính ngay khi hiện tiền cũng không có cái lượng hiện tiền mới gọi là thượng lạc. Vui này không có người thọ, cũng không có người chẳng thọ, há có tên một thể năm dụng. Huống là lại nói niết bàn ngăn cấm các pháp khiến hằng chẳng sanh, đây là ông chê Phật hủy pháp. Hãy nghe ta nói kệ: đại niết bàn vô thượng, tròn sáng thường lặng soi, phàm ngu gọi là chết, ngoại đạo chấp là đoạn. Những người cầu nhị thừa cho đó là vô tác, chọn thuộc chỗ tỉnh chấp, gốc 62 chấp, dối lập tên hư giả, sao đạt nghĩa chân thật. Chỉ có người vượt qua, thông suốt không thủ xà, do biết pháp năm uẩn và ngã ở trong uẩn, ngoài hiện các sắc tượng, mỗi mỗi tướng âm thanh, bình đẳng như mộng huyễn, không khỏi chấp phàm thánh, không khỏi hiểu niết bàn, hai bên ba mé dứt, thường hiện dụng các căn mà chẳng khởi tưởng dụng, phân biệt tất cả pháp, không khởi tưởng phân biệt. Kiếp hỏa đốt biển cả, gió thổi núi chạm nhau, chân thường tịch diệt vui, tướng niết bàn như thế. Nay tôi gắng gượng nói, khiến ông bỏ tà kiến, ông chớ theo lời hiểu, nhận ông biết ít phần. Vô thượng đại niết bàn, viên minh thường tịch chiếu, phàm ngu vị chi tử, ngoại đạo chấp vi đoạn, chư cầu nhị thừa nhân, mục dĩ vi vô tác. Tận thuộc tình sở kế, lục thập nhị kiến bản, vọng lập hư giả danh, hà vi chân thật nghĩa. Duy hữu quá lượng nhân, thông đạt vô thủ xả, dĩ tri ngũ uẩn pháp, cập dĩ uẩn trung ngã, ngoại hiện chúng sắc tượng, nhất nhất âm thanh tướng, bình đẳng như mộng huyễn, bất khởi phàm thánh kiến, bất tác niết bàn giải, nhị biên tam tế đoạn. Thường ứng chư căn dụng, nhi bất khởi dụng tưởng, phân biệt nhất thiết pháp, bất khởi phân biệt tưởng, kiếp hòa thiêu hại đẻ, phong cổ sơn tương kích, chân thường tịch diệt lạc, niết bàn tướng như thị, ngô kim cưỡng ngôn thuyết, linh nhữ xả tà kiến, nhữ vật tùy ngôn giải, hứa nhữ chi thiểu phần. Chí đạo nghe kệ đại ngộ, vui mừng nhảy nhót, làm lễ rồi lui. Thiền sư Hành Tư sanh tại An Thành, Kiết Châu, họ Lưu, nghe pháp tịch Tào Khê, giáo hóa Thạnh Hành. Ngài thẳng đến tham lễ, bèn hỏi, phải làm việc gì mà không rơi vào giai cấp? Tổ hỏi, ông từng làm việc gì đến? Ngài thưa, Thánh Đế cũng không làm. Tổ bảo, rơi vào giai cấp nào? Ngài thưa, Thánh Đế còn chẳng làm thì có giai cấp nào? Tổ thầm nhận đó, khiến Ngài Hành Tư thủ chúng. Một hôm tổ bảo ngài Hành Tư, ông nên phân hóa một nơi, không khiến cho đoạn dứt. Ngài Hành Tư đã được pháp bèn trở về Kiết Châu, trên núi Thanh Nguyên Hoằng Pháp, nối tiếp giáo hóa, sau ngài tịch, thụy là Hoằng Tế Thiền Sư. Thiền sư Hoài Nhượng quê ở Kim Châu, con nhà họ Đỗ, ban đầu đến yết kiến quốc sư An ở Tung Sơn. Quốc sư An mới khuyến khích sư đến Tảo Khê tham vấn. Khi ngài đến lễ bái tổ, tổ hỏi ở đâu lại? Ngài thưa ở Tung Sơn. Tổ bảo đem được vật gì lại? Ngài thưa nói giống một vật tức chẳng trúng. Tổ bảo lại có tu chứng chăng? Ngài thưa tu chứng tức chẳng không, nhiễm ô tức chẳng được. Tổ bảo chỉ cái chẳng nhiễm ô này là chỗ chư Phật hộ niệm. Ông đã như thế, ta cũng như thế. Tây Thiên Tổ Bát Nhã Đà La Sấm rằng dưới chân ông có một con ngựa tơ đạp chết người trong thiên hạ, ứng ở nơi tâm ông, không cần phải nói ra. Ngài Hoài Nhượng hoát nhiên khế hội, liền hầu hạ tổ 15 năm, mỗi ngày càng thâm được sự huyền áo. Sau ngài đến núi Nam Nhạc, Xiển Dương Thiền Tông, khi tịch ngài được sắc ban hiệu Đại Tuệ Thiền Sư. Thiền sư Huyền Giác ở Vĩnh Gia, họ Đới, quê ở Ôn Châu, thuở nhỏ tập kinh luận chuyên về pháp môn chỉ quán của Tông Thiên Thai, nhân xem kinh Duy Ma Cật, phát minh được tâm địa, chợt gặp đệ tử của tổ là Huyền Sách thăm hỏi, cùng bàn chuyện sôi nổi mà mỗi lời nói ra đều thẩm hợp với chư tổ. Huyền Sách hỏi, nhân giả được pháp nơi thầy nào? Huyền Giác đáp, tôi nghe kinh luận phương đẳng, mỗi vị đều có thầy truyền thừa, sau nơi kinh Duy Ma Cật ngộ được Phật Tâm Tông mà chưa có người chứng minh. Huyền Sách bảo, từ Đức Phật Oai Âm Vương về trước tức được, từ Phật Oai Âm Vương về sau không thầy mà tự ngộ, chọn là thiên nhiên ngoại đạo.
Huyền Giác nói, thế nhân giả vì tôi chứng minh. Huyền Sách vào, lời tôi nhẹ. Ở Tào Khê có lục tổ đại sư, bốn phương nhóm họp về, đều là những người thọ pháp. Nếu ông chịu đi thì cùng tôi đồng đi. Huyền Giác bèn đồng với Huyền Sách đến tham vấn. Khi đến, Huyền Giác nhiễu tổ ba vòng, chống tích trượng mà đứng. Tổ bảo phàm là sa môn phải đủ 3.000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh. Đại đức từ phương nào đến sanh đại ngã mạn? Huyền Giác thưa, sanh tử là việc lớn, vô thường, mau chóng. Tổ bảo sao chẳng thể nhận cái vô sanh, liễu không mau ư? Huyền Giác thưa, thể tức là vô sanh, liễu vốn không có mau. Tổ bảo, như thế, như thế. Huyền Giác mới đầy đủ oai nghi lễ bái, trong chốc lát liền cáo từ. Tổ bảo trở về chóng vậy. Huyền Giác thưa, vốn tự không động, há có mau ư? Tổ bảo, ai biết chẳng động. Huyền Giác thưa, nhân giả tự sanh phân biệt. Tổ bảo, ông rất được cái ý vô sanh. Huyền Giác thưa, vô sanh há có ý sao? Tổ bảo, nếu không ý thì ai biết phân biệt? Huyền Giác thưa, phân biệt cũng không phải ý. Tổ bảo, lành thay, hãy dừng lại một đêm. Thời nhân gọi là nhất túc giác, sau ngài có trước tác bộ chứng đạo ca, thịnh hành ở đời, thủy là vô tướng đại sư, người đương thời xưng là chân giác. Thiền giả Trí Hoàng ban đầu tham học nơi ngũ tổ, tự cho đã được chánh thọ, mới cất am ngồi thiền mãi trải qua 20 năm. Đệ tử của tổ là Huyền Sách du phương đến Hà Sóc, nghe danh ngài Trí Hoàng liền đến am hỏi, ông ở đây làm gì? Trí Hoàng nói, nhập định. Huyền Sách hỏi, ông nói nhập định là có tâm nhập hay không tâm nhập? Nếu không tâm nhập thì tất cả vô tình cỏ cây ngói đá nên được định. Nếu có tâm nhập thì tất cả loài hữu tình hàm thức cũng nên được định. Trí Hoàng bảo, tôi chính khi nhập định chẳng thấy có cái có tâm và không tâm. Huyền Sách nói, chẳng thấy có tâm và không tâm tức là thường định, sao lại nói có xuất nhập? Nếu có xuất nhập tức là không phải đại định. Hoàng không trả lời được. Dây lâu mới hỏi, thầy kế thừa ai? Huyền Sách nói, thầy tôi là lục tổ ở Tào Khê. Trí Hoàng hỏi, lục tổ lấy gì làm thiền định? Huyền Sách đáp, thầy tôi nói, diệu trạng viên tịch, thể dụng như như, năm ấm vốn không, sáu trần chẳng phải có, chẳng ra chẳng vào, chẳng định chẳng loạn, tánh thiền không trụ, lìa trụ thiền tịch, tánh thiền không sanh, lìa sanh thiền tưởng, tâm như hư không, cũng không có cái lượng của hư không. Trí Hoàng nghe lời nói ấy, bèn đi thẳng đến yết kiến lục tổ. Lục tổ hỏi, nhân giả từ đâu đến? Trí Hoàng liền thuật lại đầy đủ duyên trước. Lục tổ bảo, thật như lời đã nói, ông chỉ tâm như hư không mà chẳng có kiến chấp không, ứng dụng không ngăn ngại, động và tịnh đều không tâm, tình phàm thánh đều quên, năng sở đều dứt, tánh tướng như như, không có lúc nào mà chẳng định. Trí Hoàng ngay nơi đây liền đại ngộ, 20 năm đã được tâm, chọn không ảnh hưởng. Đêm ấy ở Hà Bắc, dân chúng nghe trong hư không có tiếng nói, thiền sư Hoàng ngày nay được đạo. Trí Hoàng sau đó lễ từ trở về Hà Bắc, khai hóa bốn chúng. Có vị tăng hỏi tổ, ý chỉ Huỳnh Mai người nào được? Tổ đáp, người hiểu Phật Pháp được. Tăng thưa, hòa thượng lại được chăng? Tổ bảo, ta chẳng hiểu Phật Pháp. Một hôm tổ muốn giặt lá y đã được chuyển trao, nhưng không có suối tốt để giặt. Nhân ngài đến sau chùa khoảng năm dặm, thấy trên núi cây cối tùm khí tốt xung quanh, ngài liền cắm cây tích trượng sâu xuống đất, nước liền phún lên theo tay ngài, chứa lại thành cái ao. Ngài liền quỳ gối giặt y trên đá, chợt có một vị tăng đến lễ bái thưa rằng, phương biện là người Tây Thục, vừa rồi ở nước Nam Thiên Trúc, thấy ngài Đạt Ma đại sư dạy phương biện phải chóng đến nước Đường, là nơi tôi truyền chánh pháp Nhãn Tạng và y tăng giả Lê của tổ Ca Diếp. Thấy chuyển đến đời thứ sáu nơi Thiểu Châu ở Tào Khê, ông nên đến đó chiêm lễ. Phương biện từ xa đến, cuối mong được thấy y bát đã được truyền. Tổ bèn đưa ra cho ông xem, liền hỏi, thượng nhân làm nghề gì? Phương biện đáp, chuyên nghề đắp tượng. Tổ nghiêm sắc mặt lại bảo, ông thử đắp xem. Phương biện mở mịt không biết, qua mấy ngày ông đắp được tượng của tổ cao 7 tấc, rất đẹp đẽ. Tổ cười bảo, ông chỉ giỏi tánh đắp mà chẳng giỏi tánh Phật. Tổ đưa tay xoa đầu Phương Biện nói, ông hằng vì người, trời làm phước điền. Tổ liền lấy y đền công, Phương Biện lấy y chia làm 3 phần. Một phần đắp vào tượng, một phần thì ông lưu lại, còn một phần thì gói chôn xuống đất, thề rằng sau này người nào đào được y này là tôi tái sanh để trụ trì nơi đây dựng lập lại chùa chiền. Đến đời Tống niên hiệu Gia Hiệu năm thứ 8,
có vị tăng tên là Duy Tiên, khi sửa chùa đào đất được y như mới, còn tượng của Phương Biện Đáp thì để ở chùa Cao Tuyền, cúng kính cầu nguyện đều được như ý. Có vị tăng đọc bài kệ của thiền sư Ngoại Luân rằng, Ngoại Luân có tài năng hay đoạn trăm tư tưởng, đối cảnh tâm chẳng khởi, bồ đề ngày ngày lớn. Ngoại Luân hữu kỹ lưỡng, năng đoạn bách tư tưởng, đối cảnh tâm bất khởi, bồ đề nhật nhật trường. Tổ nghe qua liền nói, bài kệ này chưa rõ được tâm địa, nếu y đây mà tu ấy là thêm trói buộc. Nhân đó tổ nói một bài kệ, vậy năng không có tài, chẳng đoạn trăm tư tưởng, đối cảnh tâm thường khởi, bồ đề làm gì lớn. Huệ năng một kỹ lưỡng, bất đoạn bách tư tưởng, đối cảnh tâm sổ khởi, bồ đề tác ma trường. Phẩm thứ 8, đốn tiệm. Khi ấy tổ ở chùa Bảo Lâm ở tại Tào Khê, còn Thần Tú đại sư ở chùa Ngọc Tuyền tại Kinh Nam, bấy giờ hai tông Thạnh Hóa, người đều gọi là Nam Năng Bắc Tú, nên có hai tông Nam Bắc chia ra đốn tiệm, mà người học không biết tông thú. Tổ bảo chúng rằng, pháp vốn một tông, người có Nam Bắc, pháp tức một thứ, thấy có mau và chậm, sao gọi là đốn tiệm? Pháp không có đốn tiệm, người có lợi căn, độn căn, nên gọi là đốn tiệm. Nhưng đồ đệ của Ngài Thần Tú thường chê tổ sư Nam Tông là không biết một chữ có cái gì hay. Thần Tú nói rằng, kia, tổ Huệ Năng được trí vô sư, thâm ngộ được pháp thượng thừa, tôi không bằng vậy. Và lại thầy tôi là ngũ tổ, chính ngài truyền y pháp, há lại xương ư, tôi hận không thể đi xa để thân cận, luống thọ ân quốc vương. Vậy những người các ông không nên kẹt ở đây, nên đến Tào Khê tham hỏi. Một hôm ngài sai đệ tử là Trí Thành rằng, ông thông minh nhiều trí nên vì tôi mà đến Tào Khê nghe pháp, nếu nghe được điều gì hết lòng ghi lấy trở về nói cho tôi nghe. Trí Thành vâng mệnh đến Tào Khê, theo chúng tham thỉnh, không nói từ đâu đến. Khi ấy lục tổ bảo chúng rằng, ngày nay có người trộm pháp đang ẩn trong hội này. Trí Thành liền ra lễ bái và thưa đầy đủ việc của ông. Tổ bảo ông từ Ngọc Tuyền lại nên là kẻ do thám. Trí Thành đáp không phải, tổ hỏi sao được không phải. Trí Thành thưa chưa nói là phải, đã thưa rồi là không phải. Tổ bảo thấy ông dùng cái gì chỉ dạy chúng. Trí Thành thưa thường chỉ dạy đại chúng trụ tâm quán tịnh, thường ngồi chẳng nằm. Tổ bảo trụ tâm quán tịnh là bệnh chứ không phải thiền, thường ngồi là câu chấp nơi thân, đối với lý có lợi ích gì, hãy lắng nghe bài kệ của tôi đây. Khi sống ngồi không nằm, khi chết nằm không ngồi, vốn là đầu xương thúi, vì sao lập công khóa? Sanh lai tọa bất ngoạ, tử khứ ngoạ bất tọa, nguyên thị xú cốt đầu, hà vi lập công khóa. Chí Thành tại lại lễ bái thưa rằng, đệ tử ở chỗ đại sư Thần Tú học đạo 9 năm mà không được khế ngộ, ngày nay nghe hòa thượng nói một bài kệ liền khế ngộ được bản tâm, sanh tử là việc lớn, đệ tử xin hòa thượng vì lòng đại bi chỉ dạy thêm. Tổ bảo tôi nghe thầy ông dạy học nhân pháp giới định tuệ, chưa biết thầy ông nói giới định tuệ hành tướng như thế nào, ông vì tôi nói xem. Chí Thành thưa, đại sư Thần Tú nói các điều ác chớ làm gọi là giới, các điều thiện vâng làm gọi là tuệ, tự tịnh ý mình gọi là định. Ngài Thần Tú nói như thế, chưa biết hòa thượng lấy pháp gì dạy người. Tổ bảo, nếu tôi nói có pháp cho người, tức là nói dối ông, chỉ tùy phương mở trói, giả danh là tam muội. Như thầy ông nói giới định tuệ, thật là không thể nghĩ bàn. Nhưng chỗ thấy giới định tuệ của tôi lại khác. Chí Thành thưa, giới định tuệ chỉ là một thứ, vì sao lại có khác? Tổ bảo, thầy ông nói giới định tuệ là tiếp người đại thừa, còn tôi nói giới định tuệ là tiếp người tối thượng thừa. Ngộ hiểu chẳng đồng, thấy có mau và chậm. Ông nghe tôi nói cùng với kia đồng hay chăng? Tôi nói pháp chẳng lìa tự tánh, lìa thể nói pháp thì gọi là nói tướng, tự tánh thường mê, phải biết tất cả muôn pháp đều từ nơi tự tánh khởi dụng, ấy là pháp chân giới, chân định, chân tuệ. Hãy lắng nghe tôi nói kệ đây. Đất tâm không lỗi tự tánh giới, đất tâm không si tự tánh tuệ, đất tâm không loạn tự tánh định, chẳng tăng chẳng giảm tự kim cang, thân đến thân đi vốn tam muội. Tâm địa vô phi tự tánh giới, tâm địa vô si tự tánh tuệ, tâm địa vô loạn tự tánh định, bất tăng bất giảm tự kim cang, thân khứ thân lai bản tam muội. Chí Thành nghe kệ rồi hối tạ, mới chỉnh một bài kệ: năm uẩn thân huyễn hóa, huyễn làm sao cứu kính, xoay lại tìm chân như, pháp trở thành bất tịnh. Ngũ uẩn huyễn thân, huyễn hà cứu kính, hồi thú chân như, pháp hoàn bất tịnh.
Tổ liền ấn khả đó lại bảo Chí Thành rằng: giới định tuệ của thầy ông là khuyên dạy người tiểu căn tiểu trí, còn giới định tuệ của tôi là dạy người đại căn đại trí. Nếu ngộ được tự tánh cũng chẳng lập bồ đề niết bàn, cũng chẳng lập giải thoát tri kiến, không một pháp có thể được mới hay dựng lập muôn pháp. Nếu hiểu được ý này cũng gọi là thân Phật, cũng gọi là bồ đề niết bàn, cũng gọi là giải thoát tri kiến. Người thấy tánh lập cũng được, không lập cũng được, đi lại tự do, không bị trệ ngại, ứng dụng tùy việc làm, nói năng tùy đáp, khắp hiện hóa thân, chẳng lìa tự tánh, liền được tự tại thần thông, du hí tam muội, ấy gọi là kiến tánh. Chí Thành lại thưa: thế nào là nghĩa chẳng lập? Tổ bảo: tự tánh không lỗi, không si, không lạn, niệm niệm bát nhã, quán chiếu, thường lìa pháp tướng, tự do tự tại, dọc ngang chọn được, có gì nên lập? Tự tánh tự ngộ, đốn tu, cũng không thứ lớp, cho nên chẳng lập tất cả pháp. Các pháp là lặng lẽ, có thứ lớp gì? Chí Thành liền lễ bái, nguyện làm người hầu hạ, sớm chiều không lười mỏi. Chí Thành là người Thái Hòa, Cát Châu, Tăng Chí Triệt, quê ở Giang Tây, họ Trương tên Hành Dương, thuở nhỏ là một hiệp khách. Từ khi chia ra hai tông Nam Bắc, hai vị tông chủ, tuy quên bỉ ngã nhưng đổ chúng tranh nhau khởi yêu ghét. Khi ấy đệ tử của Bắc Tông tự lập Ngài Thần Tú làm tổ thứ sáu mà kỵ, vì lục tổ được truyền y, mọi người đều nghe nên mới dạy Hành Dương đến ám sát lục tổ. Tổ tâm thông dự biết việc ấy nên liền để 10 lượng vàng ở dưới tòa. Khi ấy ban đêm Hành Dương vào trong thất toan muốn hại tổ, tổ đưa cổ cho chém, Hành Dương liền vung kiếm chặt 3 lần đều không thương tổn. Tổ bảo: kiếm tránh chẳng tà, kiếm tà chẳng tránh, chỉ nợ vàng của ông, không nợ mạng của ông. Hành Dương hoảng hốt té xỉu, dây lâu mới tỉnh, cầu xin sám hối, liền nguyện xuất ra. Tổ liền cho vàng bảo: ông hãy đi, e đổ chúng trở lại hại ông. Một ngày khác ông có thể đổi hình dáng mà trở lại, tôi sẽ nhận ông. Hành Dương vâng lời dạy, giữa đêm trốn đi. Sau theo tăng xuất gia, thọ giới cụ túc, tinh cần tu hành. Một hôm ông nhớ lại lời tổ, từ xa đến lễ ra mắt tổ. Tổ bảo: tôi nhớ ông đã lâu, sao ông đến muộn vậy? Hành Dương thưa: trước nhờ ơn hòa thượng xá tội, ngày nay tuy xuất gia khổ hạnh, chọn khó đền đáp ơn đức, đâu mong được truyền pháp độ sanh ư. Đệ tử thường xem kinh Niết Bàn, chưa hiểu được nghĩa thường và vô thường, cúi xin hòa thượng từ bi lược vì giảng nói. Tổ bảo: vô thường tức là Phật tánh, hữu thường tức là tâm phân biệt tất cả pháp thiện ác vậy. Hành Dương thưa rằng: hòa thượng nói pháp rất trái với văn kinh. Tổ bảo: ta được truyền tâm ấn của Phật, đâu dám trái với kinh Phật. Hành Dương thưa: kinh nói Phật tánh là thường, hòa thượng lại nói là vô thường. Các pháp thiện ác cho đến tâm bồ đề đều là vô thường, mà hòa thượng lại nói là thường, đây tức là trái nhau, khiến cho học nhân càng thêm nghi ngờ. Tổ bảo: kinh Niết Bàn thuở xưa tôi có nghe Ni Vô Tận Tạng đọc một lần, liền vì bà giảng nói không có một chữ, không nghĩa nào không hiệp với văn kinh, cho đến vì ông nói cũng chọn không có hai thuyết. Hành Dương thưa: học nhân thức lượng cạn tối, cuối mong hòa thượng lượng theo mà tử bi khai thị. Tổ bảo: ông biết chăng, Phật tánh nếu thường lại nói gì là các pháp thiện ác, cho đến cùng kiếp không có một người phát tâm bồ đề, nên tôi nói là vô thường, mà chính là đạo chân thường của Phật nói. Lại tất cả pháp nếu là vô thường, tức mỗi vật đều có tự tánh, dung thọ sanh tử, mà tánh chân thường có chỗ bất biến, nên tôi nói thường, chính là Phật nói nghĩa chân vô thường. Phật xưa vì phàm phu ngoại đạo chấp tà thường, còn các hàng nhị thừa thường chấp, thường mà chấp là vô thường, cộng thành tám thứ điên đảo, nên trong giáo lý liễu nghĩa kinh Niết Bàn phá thiên kiến kia mà hiển bày chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Nay ông y theo lời nói mà trái với nghĩa, dùng đoạn diệt vô thường và xác định cái tử thường mà lầm hiểu lời nói mầu nhiệm viên diệu tối hậu của Phật, dù có xem 1000 biến kinh thì có lợi ích gì? Hành Dương bỗng nhiên đại ngộ, liền nói kệ rằng: vì giữ tâm vô thường, Phật nói có tánh thường, không biết được phương tiện như ao xuân mỏ gạch. Nay tôi chẳng thi công mà Phật tánh hiện tiền, không phải thầy trao cho, tôi cũng không sở đắc. Nhân thủ vô thường tâm, Phật thuyết hữu thường tánh. Bất tri phương tiện giả, du xuân chỉ thập lịch, ngã kim bất thi công, Phật tánh nhi hiện tiền, phi sư tương thọ giữ, ngã diệp vô sở đắc. Tổ bảo: nay ông mới triệt vậy, nên đặt tên ông là Chí Triệt. Chí Triệt lễ tạ mà lui. Có một chú bé tên là Thần Hội ở Tương Dương, con nhà họ Cao, 13 tuổi, từ chùa Ngọc Tuyền đến tham lễ. Tổ hỏi:
Tri thức từ xa nhọc nhằn đến, lại đem được cái gốc đến chăng? Nếu có gốc thì nên biết được ông chủ. Thử nói xem. Thần hội thưa, lấy vô chủ làm gốc, thấy tức là chủ. Tổ bảo ông sa di này đâu nên nói như thế. Thần hội liền hỏi, hòa thượng tọa thiền lại thấy hay chẳng thấy? Tổ cầm gậy đánh ba gậy hỏi, tôi đánh ông đau hay chẳng đau? Thần hội đáp, cũng đau cũng không đau. Tổ bảo, tôi cũng thấy cũng chẳng thấy. Thần hội hỏi, thế nào là cũng thấy cũng chẳng thấy? Tổ bảo, chỗ thấy của tôi thường thấy những lỗi lầm nơi tâm mình, không thấy phải quấy tốt xấu của người khác, ấy do cũng thấy mà cũng chẳng thấy. Ông nói cũng đau cũng chẳng đau là thế nào? Nếu ông chẳng đau thì đồng như cây đá, nếu ông đau thì đồng với phàm phu, tức khởi sân hận. Ông về trước thấy và chẳng thấy là hai bên, đau chẳng đau là sanh diệt. Ông tự tánh lại chẳng thấy mà dám đùa với người. Thần hội đền lễ bái sám hối, tổ lại nói, tâm ông nếu mê chẳng thấy thì hỏi thiện tri thức để tìm đường. Còn tâm ông nếu ngộ, tức tự thấy tánh, y pháp tu hành. Ông tự mê không thấy tâm mình, trở lại hỏi ta thấy cũng chẳng thấy. Ta thấy thì tự biết, há thay cái mê của ông. Nếu ông tự thấy, cũng chẳng thay được cái mê cho ta. Sao chẳng tự biết tự thấy, mà hỏi ta thấy cũng chẳng thấy. Thần hội lại lễ hơn 100 lại, xin sám hối tội lỗi, rồi siêng năng hầu hạ bên cạnh, không rời. Một hôm tổ bảo chúng, tôi có một vật không đầu, không đuôi, không danh, không tự, không lưng, không mặt. Các người lại biết chăng? Thần hội bước ra nói rằng, ấy là bản nguyên của chư Phật, là Phật tánh của thần hội. Tổ bảo, tôi đã nói với ông không danh không tự, ông liền gọi là bản nguyên, là Phật tánh. Ông nhằm đi lấy cỏ tranh che đầu, cũng chỉ thành cái hạng tông đồ của tri giải. Sau khi tổ diệt độ, ngài thần hội vào kinh lạc, hoàng truyền pháp đốn giáo Tảo Khê, viết quyền hiển tông ký, thạnh hạnh ở đời, gọi là thiền sư Hà Trạch. Tổ thấy các tông nạn vấn nhau, đều khởi tâm ác, phần nhiều nhóm ở dưới hít tòa của tổ. Ngài thương xót mới bảo rằng, người học đạo, tất cả niệm thiện, niệm ác nên phải dẹp sạch, không tên, có thể gọi, ấy gọi là tự tánh, tánh không hai ấy gọi là thật tánh. Trên thật tánh dựng lập tất cả giáo môn, nghe lời nói liền phải tự thấy. Các người nghe nói, thảy đều làm lễ, xin thờ ngài làm thầy. Phẩm thứ 9, tuyên chiếu, niên hiệu thần long năm đầu, 705. Vào ngày rằm tháng riêng, vua Trung Tông và Tắc Thiên ban chiếu rằng, trẫm thỉnh hai sư An và Tú vào trong cung cúng dường, mỗi khi rảnh việc thì nghiên cứu về nhất thừa. Hai sư đều nhường rằng, phương Nam có Huệ Năng thiền sư được mật trao pháp y của đại sư Hoằng Nhẫn, được truyền Phật tâm ấn nên thỉnh người đến cư hỏi. Nay sai nội thị Tiết Giản mang chiếu nghinh thỉnh, mong thầy tử niệm chóng đến kinh đô. Tổ dâng biểu tử bệnh, nguyện trọn đời ở nơi rừng núi. Tiết Giản thưa, ở kinh thành các thiền đức đều nói rằng, muốn được hội đạo ắt phải tọa thiền tập định. Nếu chẳng nhân nơi thiền định mà được giải thoát là chưa từng có vậy, chưa biết thầy nói pháp như thế nào. Tổ bảo, đạo do tâm mà ngộ, há tại ngồi sao? Kinh nói, nếu nói Như Lai hoặc ngồi hoặc nằm, ấy là người hành tà đạo. Vì cớ sao? Không từ đâu, lại cũng không có chỗ ngồi, chỗ đi, không sanh, không diệt. Ấy là Như Lai thanh tịnh thiền, các pháp rỗng lặng, ấy là Như Lai thanh tịnh tòa. Cứu kính không chứng, há lại có ngồi ư? Tiết Giản thưa, đệ tử trở về kinh, chúa thượng át hỏi, cuối mong thầy tử bi chỉ bày tâm yếu. Để tâu lại hai cung và những người học đạo ở kinh thành, ví như một ngọn đèn, 100.000 ngọn đèn, chỗ tối đều được sáng, sáng mãi không cùng. Tổ bảo, đạo không có sáng tối ấy là nghĩa thay nhau, sáng mãi không cùng cũng có ngày hết, và vì đối đãi mà lập tên. Kinh Tịnh Danh nói, pháp không có so sánh, vì không có đối đãi. Tiết Giản thưa, sáng dụ cho trí tuệ, tối dụ cho phiền não. Người tu đạo như chẳng dùng trí tuệ chiếu phá phiền não, thì cái sanh tử từ vô thủy nương vào đâu mà ra khỏi. Tổ bảo, phiền não tức là bồ đề, không hai không khác, nếu dùng trí tuệ chiếu phá phiền não, đây là kiến giải của hàng nhị thừa, căn cơ xe nai xe dê, còn những bậc thượng trí đại căn ắt không như thế. Tiết Giản thưa, thế nào là kiến giải đại thừa? Tổ đáp, mình cùng với vô minh, phàm phu thấy hai, người trí rõ xuất tánh nó không hai, tánh không hai tức là thật tánh. Thật tánh ở phàm ngu mà chẳng giảm, ở hiền thánh mà chẳng tăng, trụ trong phiền não mà không loạn, ở trong thiền định mà chẳng lặng lẽ, chẳng đoạn chẳng thường, chẳng đến chẳng đi, chẳng ở khoảng giữa và trong ngoài, không sanh không diệt, tánh tướng như như, thường trụ chẳng đổi, gọi đó là đạo.
Tiết Giản thưa, thầy nói chẳng sanh chẳng diệt đâu khác với ngoại đạo. Tổ bảo, ngoại đạo nói chẳng sanh chẳng diệt là đem cái diệt để dừng cái sanh, lấy cái sanh để bày cái diệt, diệt vẫn chẳng diệt, sanh nói không sanh. Ta nói chẳng sanh chẳng diệt, vốn tự không sanh, này cũng chẳng diệt, cho nên không đồng với ngoại đạo. Nếu ông muốn biết tâm yếu, chỉ tất cả thiện ác, chọn chớ suy nghĩ, tự nhiên được vào tâm thể thanh tịnh, lặng lẽ thường tịch, diệu dụng hàng xa. Tiết Giản nhờ chỉ dạy Hoát Nhiên đại ngộ, lễ từ trở về cung, dâng biểu tâu lên những lời của tổ. Ngày mùng 3 tháng 9 năm ấy, có chiếu tưởng dụ sư rằng, thầy từ vì già bệnh, vì trẫm mà tu hành, làm phước điển cho đất nước. Thầy cũng như ngài Tịnh Danh già bệnh, nơi thành Tỳ Gia để Xiển Dương Đại Thừa truyền tâm chư Phật, nói pháp bất nhị. Tiết Giản truyền lại lời thầy, chỉ dạy tri kiến Như Lai, trẫm chứa được nhiều công đức lành, gieo được hạt giống lành đời trước mới gặp thầy ra đời, đốn ngộ pháp thượng thừa, cảm ơn đức thầy, đầu đội không thôi, cùng dâng chiếc ma nạp ca sa và bát thủy tinh, sắc cho thứ sử Thiểu Châu sửa sang lại chùa và ban hiệu chùa cũ thầy ở là chùa Quốc Ân. 10. Phó Trúc. Một hôm tổ gọi đệ tử là Pháp Hải, Trí Thành, Pháp Đạt, Thần Hội, Trí Thường, Trí Thông, Trí Triệt, Trí Đạo, Pháp Chân, Pháp Như, vân vân, bảo rằng: các ông không đồng với những người khác, sau khi tôi diệt độ, mỗi người làm thầy một phương. Nay tôi dạy các ông nói pháp không mất bản tông, trước phải dùng ba khoa pháp môn, động dụng thành 36 đối, ra vào tức lìa hai bên, nói tất cả pháp chớ lìa tự tánh. Chợt có người hỏi pháp, ông xuất lời nói chọn trong đối đãi, đều lấy pháp đối đi lại làm nhân cho nhau, cứu kính hai pháp thảy đều trừ, lại không có chỗ đi. Ba khoa pháp môn là ấm giới nhập vậy, ấm là ngũ ấm, sắc thọ tưởng hành thức, nhập là thập nhị nhập. Ngoài có sáu trần là sắc thanh hương vị xúc pháp, trong có sáu cửa là mắt tai mũi lưỡi thân ý, giới là thập bát giới, sáu trần sáu cửa và sáu thức. Tự tánh hay gồm muôn pháp gọi là hàm tàng thức, nếu khởi suy nghĩ tức là chuyển thức sanh sáu thức ra sáu cửa, thấy sáu trần như thế thành 18 giới đều từ nơi tự tánh khởi dụng. Tự tánh nếu tà thì khởi 18 tà, tự tánh nếu chánh thì khởi 18 chánh, gồm ác dụng tức là dụng chúng sanh, thiện dụng tức là dụng Phật. Dụng do những gì? Do tự tánh mà có. Đối pháp ngoại cảnh vô tình có năm đối: trời cùng đất đối, mặt trời cùng mặt trăng đối, sáng cùng tối đối, âm cùng dương đối, nước cùng lửa đối, đây là năm đối. Pháp tướng ngữ ngôn có 12 đối: ngữ cùng pháp đối, có cùng không đối, có sắc cùng không sắc đối, có tướng cùng không tướng đối, hữu lậu cùng vô lậu đối, sắc cùng không đối, động cùng tịnh đối, trong cùng đục đối, phàm cùng thánh đối, tăng cùng tục đối, già cùng trẻ đối, lớn cùng nhỏ đối, đây là 12 đối vậy. Tự tánh khởi dụng có 19 đối: dài cùng ngắn đối, tà cùng chánh đối, si cùng tuệ đối, ngu cùng trí đối, loạn cùng định đối, từ cùng độc đối, giới cùng lỗi đối, thẳng cùng cong đối, thật cùng hư đối, hiểm cùng bình đối, phiền não cùng bồ đề đối, thường cùng vô thường đối, bi cùng hại đối, hỷ cùng sân đối, xả cùng bòn sẻn đối, tiến cùng thối đối, sanh cùng diệt đối, pháp thân cùng sắc thân đối, hóa thân cùng báo thân đối, đây là 19 pháp đối vậy. Tổ bảo, 36 pháp đối này nếu hiểu mà dùng tức là đạo, quán xuyến tất cả kinh pháp, ra vào tức lìa hai bên, tự tánh động dụng cùng người nói năng, ngoài đối với tướng mà lìa tướng, trong đối với không mà lìa không. Nếu toàn chấp tướng tức là tăng trưởng tà kiến, nếu toàn chấp không tức tăng trưởng vô minh. Người chấp không là có chê bai kinh, nói thẳng chẳng dùng văn tự, đã nói chẳng dùng văn tự thì người cũng chẳng nên nói năng, chỉ lời nói năng này liền là tướng văn tự. Lại bảo, nói thẳng chẳng lập văn tự tức hai chữ chẳng lập này cũng là văn tự. Thấy người nói liền chê bai người ta nói là chấp văn tự, các ông nên biết tự mình mê thì còn khả dĩ lại chê bai kinh Phật. Không nên chê bai kinh vì đó là tội chướng vô số. Nếu chấp tướng bên ngoài mà tác pháp cầu chân hoặc rộng lập đạo tràng, nói lỗi lầm có không, những người như thế nhiều kiếp không thể thấy tánh, chỉ nghe y pháp tu hành, lại chớ có trăm vật chẳng nghĩ mà đối với đạo tánh sanh chướng ngại. Nếu nghe nói chẳng tu khiến người biến sanh tà niệm, chỉ y pháp tu hành bố thí pháp mà không chủ tướng, các ông nếu ngộ y đây mà nói, y đây mà dùng, y đây mà hành, y đây mà tạo tác, tức không mất bản tông. Nếu có người hỏi nghĩa ông,
hỏi có thì đem không đáp, hỏi không thì đem có đáp, hỏi phàm thì đem thánh đáp, hỏi thánh lấy phàm đáp. Hai bên làm nhân cho nhau, sinh ra nghĩa trung đạo. Như hỏi một, một hỏi một đáp, bao nhiêu câu hỏi khác đều y đây mà khởi tác dụng, tức không mất chân lý. Giả sử có người hỏi sao gọi là tối thì đáp rằng sáng là nhân, tối là duyên, sáng mất tức là tối, dùng sáng để hiển tối, dùng tối để hiển sáng, qua lại làm nhân cho nhau, thể nghĩa trung đạo. Ngoài ra hỏi những câu khác thầy đều như đây mà đáp. Các ông về sau chuyển pháp y đây mà chỉ dạy cho nhau, chớ làm mất tông chỉ. Vào niên hiệu Thái Cực năm Nhâm Tý Diên Hòa, năm Nhâm Tý niên hiệu Thái Cực, tháng 5 cải nguyên Diên Hòa, tháng 8 cải nguyên Tiên Thiên, tháng 7 712 dương lịch. Tổ sai đệ tử đến Tân Châu chùa Quốc Ân dựng tháp và khiến thợ khởi công cấp. Năm kế cuối mùa hạ lạc thành, ngày mùng 1 tháng 7, tổ họp đồ chúng bảo rằng: tôi đến tháng 8 muốn lìa thế gian, các ông có nghi phải hỏi nhau sớm, tôi vì các ông phá nghi khiến các ông rất mê, nếu tôi đi rồi sao có không người dạy, sao không có người dạy các ông. Ngài Pháp Hải vân vân nghe tổ nói thầy đều rơi lệ, chỉ có thần hội thần tỉnh bất động, cũng không có khóc. Tổ bảo thần hội tiểu sư lại được thiện bất thiện cùng là đồng, khen chê chẳng động, vui buồn chẳng sanh, ngoài ra đều không được. Ở trong núi mấy năm cứu kính tu đạo gì, này các ông buồn khóc là vì lo cho ai? Nếu lo ta chẳng biết chỗ đi thì ta tự biết chỗ đi, nếu ta chẳng biết chỗ đi thì chọn không báo trước cho các ông. Các ông buồn khóc bởi vì chẳng biết chỗ đi của ta, nếu biết chỗ đi của ta tức không nên buồn khóc. Pháp tánh vốn không sanh diệt đi lại, các ông ngồi đây ta sẽ vì các ông nói một bài kệ gọi là chân giả động tịnh kệ. Các ông tụng bài này cùng với ta ý đồng, ý đây mà tu hành thì không mất tông chỉ. Chúng tăng đều làm lễ, tổ nói kệ rằng: tất cả không có chân, chẳng do thấy nơi chân. Nếu thấy được cái chân, thấy đó chọn không chân. Nếu hay tự có chân, lìa giả tức tâm chân. Tự tâm không lìa giả, không chân chỗ nào chân. Hữu tình tức biết động, vô tình tức không động. Nếu tu hành bất động, đồng vô tình bất động. Nếu tìm chân bất động, trên động có bất động, bất động là bất động, vô tình không Phật tánh. Hay khéo phân biệt tướng đệ nhất nghĩa bất động, chỉ khởi cái thấy này là dụng của chân như. Bảo những người học đạo gắng sức phải dụng tâm, chớ đối pháp đại thừa lại chấp trí sanh tử. Nếu bàn luận tương ưng liền cùng bàn nghĩa Phật, nếu thật không tương ưng chấp tay khiến hoan hỷ. Tông này vốn không tranh, tranh tức mất ý đạo, chấp nghịch tranh pháp môn, tự tánh vào sanh tử. Nhất thiết vô hữu chân, bất dĩ kiến ư chân, nhược kiến ư chân giả, thị kiến tật phi chân. Nhược năng tự hữu chân, ly giả tức tâm chân, tự tâm bất ly giả, vô chân hà xứ chân. Hữu tình tức giải động, vô tình tức bất động, nhược tu bất động hạnh, đồng vô tình bất động. Nhược bích chân bất động, động thượng hữu bất động, bất động thị bất động, vô tình vô Phật chủng. Năng thiện phân biệt tướng đệ nhất nghĩa bất động, đản tác như thử kiến, tức thị chân như dụng. Báo chư học đạo nhân, nỗ lực tu dục ý, mạc ư đại thừa môn, khước chấp sanh tử trí. Nhược ngôn hạ tương ưng, tức cộng luận Phật nghĩa. Nhược thật bất tương ưng, hiệp trưởng linh hoan hỷ. Thử tông bổn vô tránh, tránh tức thất đạo ý, chấp nghịch tránh pháp môn, tự tánh nhập sanh tử. Khi ấy đổ chúng nghe tổ nói kệ rồi thầy đều làm lễ, biết rõ ý tổ, mỗi người nhiếp tâm y theo pháp tu hành, lại không dám tranh cãi. Biết tổ không còn ở đời bao lâu, thượng tọa Pháp Hải lại đảnh lễ hỏi rằng: sau khi hòa thượng nhập diệt, y pháp sẽ trao cho người nào? Tổ bảo: tôi ở chùa Đại Phạm nói pháp cho đến ngày nay, sao chép để lưu hành, gọi là Pháp Bảo Đàn Kinh. Các ông gìn giữ truyền trao cho nhau, độ các quần sanh, chỉ y nơi lời nói này, ấy gọi là chánh pháp. Nay vì các ông nói pháp chớ chẳng trao y, bởi vì các ông tín căn đã thuận thục, quyết định không còn nghi ngờ, kham nhận được đại sự. Nhưng cứ theo ý bài kệ phó thọ của sơ tổ Đạt Ma, y không nên truyền, kệ rằng: ta đến ở cõi này, truyền pháp cứu mê tình, một hoa nở năm cánh, kết quả tự nhiên thành. Ngô Bản Lai Tư Độ, truyền pháp cứu mê tình, nhất hoa ngũ khai diệp, kết quả tự nhiên thành. Tổ lại bảo các thiện tri thức: các ông mỗi người nên tịnh tâm lắng nghe tôi nói pháp. Nếu muốn thành tựu chủng trí, phải đạt được nhất tướng tam muội và nhất hạnh tam muội,
Nếu ở tất cả chỗ mà không trụ tướng, ở trong tướng kia không sanh yêu ghét, cũng không thù xả, chẳng nghĩ các việc lợi ích thành hoại, vân vân, an nhàn, điềm tĩnh, hư dung đạm bạc, đây gọi là nhất tướng tam muội. Nếu ở tất cả chỗ đi đứng nằm ngồi thuận một trực tâm, không động đạo tràng, chân thành tịnh độ, đây gọi là nhất hạnh tam muội. Nếu người đủ hai tam muội này, như đất đã có chứa hạt giống, nuôi dưỡng lớn lên thành thục được hạt kia, nhất tướng nhất hạnh cũng là như thế. Này tôi nói pháp, ví như khi mưa ướt khắp cả quả đất, Phật tánh của các ông ví như là hạt giống gặp được sự thấm ướt này thảy đều phát sanh. Nhưng lời chỉ dạy của tôi quyết định được bồ đề, y theo hạnh của tôi quyết định chứng được diệu quả. Hãy nghe tôi nói kệ. Đất tâm chứa hạt giống, mưa dưới thảy nảy mầm, đốn ngộ hoa tình rồi, quả bồ đề tự thành. Tâm địa hàm chư trùng, phổ vũ tất giai manh, đốn ngộ hoa tình dĩ, bồ đề quả tự thành. Tổ nói kệ rồi bảo, pháp kia không hai, tâm kia cũng vậy, đạo kia thanh tịnh, cũng không các tướng. Các ông chớ dè dặt, chớ quán tịnh và để tâm kia không, tâm này vốn tịnh, không nên thủ xà. Mỗi người tự nỗ lực tùy duyên đi vui vẻ. Khi ấy cả thảy chúng đều làm lễ thối lui. Đến ngày mùng 8 tháng 7, tổ chợt bảo đệ tử rằng, tôi muốn trở về Tân Châu, các ông hãy chóng sửa sang thuyền chèo. Đại chúng đều buồn bã, cố cầm tổ ở lại. Tổ bảo chư Phật xuất hiện, còn phải thị tịch niết bàn, có lại tất có đi, lý vẫn thường nhiên, hình hài của tôi đây, trở về ắt có chỗ. Chúng thưa, thầy từ đây đi bao giờ mới trở về? Tổ bảo lá dụng về cội, trở lại không hẹn ngày. Lại hỏi rằng chánh pháp nhãn tạng truyền trao cho người nào? Tổ bảo người có đạo thì được, người không tâm thì thông. Lại hỏi về sau có nạn hay chăng? Tổ bảo tôi diệt độ khoảng 5-6 năm, sẽ có một người đến cắt đầu của tôi. Nghe tôi huyền ký rằng, trên đầu nuôi thân, nơi miệng để ăn, gặp nạn họ mãn, dương liễu làm quan. Đầu thượng dưỡng thân, khẩu lý tu san, ngộ mãn chi nạn, dương liễu vi quan. Lại nói tôi đi khoảng 70 năm, có hai vị Bồ Tát từ phương Đông lại, một người xuất gia, một người tại gia, đồng thời hương hóa dựng lập tông tôi, kiến thiết những ngôi giả lam, xương long cho chánh pháp tiếp nối. Hỏi, chưa biết từ trước Phật Tổ ứng hiện đến nay sự chuyển thọ được bao nhiêu đời, mong ngài thương xót chỉ dạy. Tổ bảo, cổ Phật hiện ra đời đã vô số lượng, không thể kể hết, nay kể từ 7 Đức Phật làm đầu. Thuộc quá khứ kiếp Tra Nghiêm có Phật Tỷ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Tỷ Xá Phù. Hiện kiếp này có Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp và Phật Thích Ca Văn. Đó là 7 Đức Phật. Nay do Đức Phật Thích Ca Văn đầu tiên truyền cho Tôn giả Maha Ca Diếp. Tổ thứ 2 là A Nan, tổ thứ 3 là Thương Na Hòa Tu, tổ thứ 4 là Yêu Ba Cúc Đa, tổ thứ 5 là Đề Đa Ca, tổ thứ 6 là Di Giá Ca, tổ thứ 7 là Bà Tu Mật Đa, tổ thứ 8 là Phật Đà Nan Đề, tổ thứ 9 là Phục Đà Mật Đa, tổ thứ 10 là Hiếp Tôn Giả, tổ thứ 11 là Phú Na Dạ Sa, tổ thứ 12 là Mã Minh, tổ thứ 3 là Ca Tỷ Ma La, tổ thứ 14 là Long Thọ, tổ thứ 15 là Ca Na Đề Bà, tổ thứ 16 là La Hầu La Đa, tổ thứ 17 là Tăng Già Nan Đề, tổ thứ 18 là Già Gia Xá Đa, tổ thứ 19 là Kiêu Ma La Đa, tổ thứ 20 là Xà Dạ Đa, tổ thứ 21 là Bà Tu Bản Đầu, tổ thứ 22 là Ma Na La, tổ thứ 23 là Hạc Lạc Ca, tổ thứ 24 là Sư Tử, tổ thứ 25 là Bà Xá Tư Đa, tổ thứ 26 là Bất Như Mật Đa, tổ thứ 27 là Bát Nhã Đa La, tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma, ngài cũng là sơ tổ ở Trung Hoa. Tổ thứ 29 là Huệ Khả, tổ thứ 30 là Tăng Sán, tổ thứ 31 là Đạo Tín, tổ thứ 32 là Hoàng Nhẫn, Huệ Năng là tổ thứ 33. Từ trước chư tổ mỗi vị đều có bẩm thừa, các ông về sau phải theo thứ tự truyền trao chớ khiến sai lầm. Năm thứ 2, niên hiệu Tiên Thiên 713 dương lịch. Năm Quý Sử ngày mùng 3 tháng 8, tháng 12 năm ấy đổi là Khai Nguyên, tổ ở tại chùa Quốc Ân sau buổi ngọ trai, bảo các đồ chúng rằng, các ông mỗi người cứ ngồi y chỗ cũ, tôi cùng các ông từ biệt. Ngài Pháp Hải bạch rằng, Hòa Thượng để lại giáo pháp gì khiến cho những người mê đời sau được thấy Phật tánh? Tổ bảo, các ông lắng nghe, những người mê đời sau nếu biết chúng sanh tức là Phật tánh, nếu chẳng biết chúng sanh, muôn kiếp tìm Phật cũng khó gặp. Nay tôi dạy các ông biết tự tâm chúng sanh, thấy tự tâm Phật tánh, muốn cầu thấy Phật
chỉ biết chúng sanh, chỉ vì chúng sanh mê Phật, chẳng phải Phật mê chúng sanh. Tự tánh nếu ngộ, chúng sanh là Phật, tự tánh nếu mê, Phật là chúng sanh. Tự tánh bình đẳng, chúng sanh là Phật, tự tánh tà hiểm, Phật là chúng sanh. Tâm các ông nếu hiểm khúc, tức Phật ở trong chúng sanh, một niệm bình trừng, tức là chúng sanh thành Phật. Tâm tôi tự có Phật, tự Phật đó là chân Phật. Nếu tự không có tâm Phật thì chỗ nào cầu được chân Phật? Các ông tự tâm là Phật, lại chớ hồ nghi. Ngoài không một Phật mà hay dựng lập đều là bản tâm sanh ra muôn pháp. Nên kinh nói tâm sanh các thứ pháp sanh, tâm diệt các thứ pháp diệt. Nay tôi để bài kệ cùng các ông tử biệt gọi là tự tánh chân Phật kệ. Người đời sau biết được ý kệ này, tự thấy bản tâm tự thành Phật đạo. Kệ rằng, chân như tự tánh là chân Phật, tà kiến tam độc là ma vương, khi tà mê ma ở trong nhà, khởi chánh kiến Phật ở trong nhà. Trong tánh tà kiến tam độc sanh, tức là ma vương đến trong nhà, chánh kiến tự trừ tâm tam độc, ma biến thành Phật thật không giả. Pháp thân, báo thân và hóa thân, ba thân xưa nay là một thân, nếu nhằm trong tánh hay tự thấy, tức là nhân bồ đề thành Phật. Vốn từ hóa thân sanh tánh tịnh thường ở trong hóa thân, tánh khiến hóa thân hành chánh đạo, về sau viên mãn thật không cùng. Tánh dâm vốn là nhân tánh tịnh, trừ dâm tức là thân tánh tịnh, trong tánh mỗi tự lìa ngũ dục, thấy tánh sát na tức là chân. Đời này nếu gặp pháp đốn giáo, chợt ngộ tự tánh thấy được Phật. Nếu muốn tu hành mong làm Phật, không biết nơi nào nghĩ tìm chân. Nếu hay trong tâm tự thấy chân, có chân tức là nhân thành Phật. Chẳng thấy tự tánh ngoài tìm Phật, khởi tâm thầy là người đại si. Pháp môn đốn giáo nay lưu truyền, cứu độ người đời phải tự tu. Bảo ông người học đạo đời sau, không thấy không khởi thấy này rất xa xôi. Chân như tự tánh thị chân Phật, tà kiến tam độc thị ma vương, tà mê chi thời ma tại xá, chánh kiến chi thời Phật tại đường. Tánh trung tà kiến tam độc sanh, tức thị ma vương lai trụ xá, chánh kiến tự trừ tam độc tâm, ma biến thành Phật chân vô giả. Pháp thân, báo thân, cập hóa thân, tam thân bản lai thị nhất thân, nhược hướng tánh trung năng tự kiến, tức thị thành Phật bồ đề nhân. Bản tùng hóa thân sanh tịnh tánh, tịnh tánh thường tại hóa thân trung, tánh sử hóa thân hành chánh đạo, đương lai viên mãn chân vô cùng. Dâm tánh bản thị tịnh tánh nhân, trừ dâm tức thị tịnh tánh thân, tánh trung các tự ly ngũ dục, cánh kiến tánh giác na thị chân, kim sanh nhập ngộ đốn giáo môn, hốt ngộ tự tánh kiến thế tôn, nhập dục tu hành mích tác Phật, bất chi hà xứ nghĩ cầu chân. Nhược năng tâm trung tự kiến chân, hữu chân tức thị thành Phật nhân. Bất kiến tự tánh ngoại mích Phật, khởi tâm tổng thị đại si nhân. Đốn giáo pháp môn kim dĩ lưu, cứu độ thế nhân tu tự tu. Báo nhữ đương lai học đạo giả, bất tác thử kiến đại du du. Tổ nói kệ rồi bảo rằng, các ông ở lại an vui, sau khi tôi diệt độ, chớ làm theo thế gian khóc lóc như mưa, nhận lễ vật điếu tang, thân mặc hiếu phục, chẳng phải là đệ tử của tôi, cũng không phải là chánh pháp, chỉ biết tự bản tâm, thấy tự bản tánh, không động không tịnh, không sanh không diệt, không đi không lại, không phải không quấy, không trụ không vãng. E các ông trong tâm mê, không hiểu ý tôi, nay lại dặn dò các ông, khiến các ông thấy tánh. Sau khi tôi diệt độ, ít theo đây tu hành, nhưng hãy tôi còn sống, nếu trái lời tôi dạy, giả sử tôi còn ở đời, cũng không có lợi ích gì. Tổ lại nói kệ rằng, ngơ ngơ không tu thiện, ngáo ngáo không làm ác, lặng lẽ dứt thấy nghe, thanh thang tâm không dính. Ngột ngột tu bất thiện, đằng đằng bất tạo ác, tịch tịch đoạn kiến văn, đãng đãng tâm vô trước. Tổ nói kệ rồi ngồi ngay thẳng đến canh ba, chợt bảo đệ tử rằng tôi đi nhé, rồi im lặng mà hóa. Khi ấy mùi hương lạ đầy cả thất, có một móng trắng vòng giáp đất. Trong rừng cây cối đều biến thành màu trắng, cầm thú kêu vang bi thương. Đến tháng 11, quan liêu cùng môn nhân tăng tục ba quận Quảng, Thiều, Tân đưa nhau tới đón thân của tổ, không giải quyết được việc tranh giành, mới thắp hương khấn đảo rằng khói hương chỉ về chỗ nào là tổ về chỗ ấy. Khi ấy khói hương bay thẳng về Tào Khê. Ngày 13 tháng 11 rời thần khám và những y bác được chuyển trở về. Năm kế tháng 7 mới mở khám. Đệ tử phương biện dùng đất trầm tô lên trên. Đệ tử nhớ lại lời huyền ký sẽ bị lấy đầu của tổ,
mới lấy sắt lá bao quanh cổ để giữ cổ của tổ, rồi đưa vào trong tháp. Chợt trong tháp có hào quang trắng hiện thẳng ra lên trên trời, 3 ngày mới hít tan. Thiều Châu tâu lên vua và phụng xác lập bia ghi đạo hạnh của tổ. Tổ sống 76 tuổi, 24 tuổi được truyền y, năm 39 tuổi mới thế pháp, nói pháp lợi danh 37 năm, đệ tử nối pháp 43 người, người ngộ đạo siêu phàm không biết bao nhiêu mà tính. Tín y của tổ đạt ma truyền, áo ma nạc cùng với bát báu của vua Trung Tông ban cho và tượng của Phương Biện đắp cùng với những đạo cụ của tổ, để tại đạo tràng Bảo Lâm lưu truyền kinh pháp bảo đàn để bày tông chỉ của tổ, Hưng Long Tam Bảo và lợi ích quần sanh. Cậy hồi hướng công đức, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đèn 4 ân nặng, dưới cứu 3 đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi Cực Lạc.